đang chơi với đứa cháu gái trong phòng giang nhận được tin nhắn lạ đến địa chỉ như hình chồng cô đang ôm ấp gái ngay lập tức hai hình ảnh được gửi đến cho giang một cái là ảnh địa chỉ nơi chồng cô đang có mặt một cái là ảnh phía sau của một đôi trai gái đang ôm nhau tình tứ vào nhà nghỉ cái dáng người đàn ông thì giang không lẫn vào đâu được đó là hòa chồng cô Cô không tin vào mắt mình. Mới cách đây mấy hôm sinh nhật cô, chồng cô còn chuẩn bị một bó hoa rất to tặng cô với những ngôn từ có cánh cùng bữa ăn dưới nến lãng mạn thế cơ mà. Tại sao bây giờ lại bổ bịch? Liệu rằng có ai đó đang cố tình ném đá dấu tay, cố tình chia cắt hạnh phúc gia đình cô không? Giang rất tin tưởng chồng, hai người đã có 5 năm thử thách mới tiến tới hôn nhân mới kết hôn được một năm, hai người vẫn còn mặn nồng lắm. Không thể có chuyện chồng cô có người đàn bà khác bên ngoài được. Giang cố nhìn kỹ bức ảnh xem liệu rằng nó có phải là giả hay không. Nhưng cô không phải là một chuyên gia nên nhìn thì không phát hiện ra được. Cô ấn vào xem trang cá nhân của người đã gửi hình thì đó là một tài khoản ảo, không có gì hết. Nghĩ là có kẻ đang rời trò nên cô cũng không tin, bỏ điện thoại sang một bên rồi ngồi chơi với cháu. Một lúc lại tiếp tục có tin nhắn mới, vẫn là người đó, thêm một bức ảnh khác, lần này cũng chụp lén phía sau, nhưng người đàn ông kia hơi ngoảnh mặt sang một bên, rõ ràng với góc chụp này thì đó chính xác là chồng cô. Giang mặt đỏ ửng, tay cô run lên không cầm vững điện thoại nữa chẳng lẽ lại đúng là chồng cô có nhân tình bên ngoài. Cô tự vấn như vậy, rồi không thể ngồi yên được nữa, bỏ mặc đứa cháu chơi một mình, cô cầm nhanh chùm chìa khóa để trên bàn, vội vàng vơ chiếc áo trên móc treo, lao sầm ra ngoài. Mẹ Giang thấy cô hớt hải chạy ra ngoài thì lấy làm lạ, liền gọi với theo. "Giang, đi đâu đấy con?" Giang chỉ vội vàng đáp lại mẹ được một câu. "Con vội lắm, mẹ trông cháu đi nhé." Nói xong, cô lên xe nổ máy và lao thẳng ra đường. Bà Minh mẹ Giang chưa kịp nói câu gì thì cô đã mất hút. Đến địa chỉ nơi có tin nhắn gửi, cô loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo thì người nặc danh kia lại nhắn tin tiếp. Lên phòng 304 có kịch hay để xem. Giang nhìn quanh quẩn xem có ai quanh đây không, chắc chắn kẻ nặc danh kia đang ở đâu đây thôi. Nhưng đường vắng tanh, không một bóng người, cũng chẳng thấy ai khả nghi. Giang tấp xe vào lề đường, rón rén tiến lại phía cổng nhà nghỉ. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô bước tới một nơi như thế này. Đó là nơi mà người ta thường thấy những cặp nhân tình hú hí với nhau đến đây. Dù không làm gì có lỗi, nhưng đến nơi này, cô cứ cảm giác run sợ, sợ ai đó bắt gặp người ta lại nghĩ không hay việc cô. Tin nhắn từ nick lạ kia lại gửi tới. Cô không lên nhanh, không thấy được kịch hay đâu. Lúc này, Giang mới lấy hết can đảm, đứng thẳng người, bước nhanh vào trong. Lúc cô định bước lên cầu thang thì bị anh nhân viên Lễ Tân chặn lại. "Chị kia, chị đi đâu thế?" "Tôi, tôi..." Giang lắp bắp. Anh nhân viên tiến lại gần cô rồi nói: nếu chị muốn thuê phòng thì xin mời chị đến quầy lễ tân để đăng ký. Còn nếu chị muốn tìm người thì ngồi xuống ghế kia đợi tôi một lát. Tôi sẽ gọi lên phòng xem khách có đồng ý tiếp đãi chị không tôi mới cho lên. Giang không biết phải làm sao để trả lời gã nhân viên này đây. Nếu nói thẳng tuệt là lên phòng 304 thì chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Mà thuê phòng cô lại chẳng mang thứ gì trong người ngoài chiếc điện thoại trong túi quần Cô quay sang nhìn anh Lễ Tân nói Cho tôi một phòng đi Anh Lễ Tân lễ phép cúi đầu nói Dạ được, chị cho em mượn căn cứ công dân của chị Giang chố mắt lên nhìn anh Lễ Tân nói Anh lấy căn cước của tôi làm gì? Dạ để em ghi vào sổ Và cũng là vật làm tin Lúc nào chị trả phòng, thanh toán tiền Em sẽ gửi lại chị Giang chối đầy đẩy Không được, không được ngộ nhỡ anh lấy thông tin của tôi thì sao nhà nghỉ chúng em bảo đảm giữ bí mật thông tin cho khách chị yên tâm đây là thủ tục giang vẫn ái ngại thủ tục gì mà kỳ quái vậy tôi không mang theo căn cước cứ cho tôi một phòng tôi chuyển khoản thanh toán tiền luôn không cần căn cước anh lễ tân vẫn nhẫn nại xin lỗi chị chắc chị chưa bao giờ đến những chỗ như thế này tất cả các khách sạn nhà nghỉ đều phải lưu thông tin người lưu trú nếu không công an họ kiểm tra sẽ phạt nặng. Hy vọng chị hợp tác. Thấy người lễ tân vẫn một mực chặn chị lại, yêu cầu giấy tờ tùy thân, Giang Đành hậm hực quay người đi, cô ra phía ngoài cổng đứng chờ, nếu quả thật chồng cô có trong đó thì kiểu gì anh ta chẳng đi ra. Cô đứng chờ 3 4 tiếng đồng hồ liền, vẫn không thấy người đàn ông và người phụ nữ ăn mặc như trong ảnh đi ra, khiến cô bắt đầu nhụt chí ngồi đây nhìn vào thấy nhiều cặp đôi ra vào họ chỉ vào độ một vài tiếng là quay ra luôn nhưng theo như tin nhắn người gửi thì hai người kia vẫn chưa rời đi cô vẫn nán lại mãi tối mịt đèn đường bắt đầu bật sáng trưng bảy mũi vo ve cắn vào chân vào tay cô liên tục cô vỗ đôm đốp vào tay vào chân các vết cắn bắt đầu sưng phồng lên tuy nhiên ánh mắt cô vẫn không rời cánh cửa nhà nghỉ đó Cô hết kiên nhẫn nên đành đứng dậy ra về. Cô về đến nhà thì thấy chồng mình đã nằm trên ghế xem tivi. Nghe tiếng xe vợ, Hòa ngoái cổ ra phía sân nhìn rồi lên tiếng. Em đi đâu từ chiều đến giờ vậy? Anh về không thấy em đâu mà gọi điện thoại thấy tắt máy. Mẹ bảo em sang nhà ngoại chơi mà anh gọi thì mẹ nói em không ở bên đó nữa. Dựng cái chân trống xuống sân, giang có vẻ mệt mỏi thất thểu đi vào trong rồi nói với chồng em đi có tí việc gấp điện thoại em hết pin rồi anh về lúc nào vậy anh về từ lúc chiều tan làm cái là anh về nhà luôn em đi đâu mà mãi giờ này mới về em đã ăn uống gì chưa sao nhìn em mệt mỏi thế thấy chồng hỏi có vẻ lo lắng giang liền chống chế con bạn em nó bị đau bụng nhờ em chở nó đi viện gấp khổ thân nhà không có ai nên em phải ở lại chăm sóc nó mãi giờ nó khỏe hơn rồi em mới có thể về đây này thôi em đi tắm cái đã nhé anh ăn gì chưa anh chưa anh chờ em về cùng ăn luôn em tắm rửa đi anh đi hâm lại thức ăn cho nóng vâng giang trả lời chồng một cách mệt nhọc rồi lững thững đi về phòng lấy quần áo đi tắm không biết kẻ ác ôn nào chơi khăm cô cô mà biết được nhất định sẽ băm nó ra thành trăm mảnh. Rõ ràng chồng cô đang có nhà mà nó lại bảo chồng cô đang hú hí trong nhà nghỉ với nhân tình. Thật chẳng ra làm sao, uổng công cô ngồi cả chiều và bị lũ mũi ăn thịt. Tắm rửa xong xuôi, cô đi xuống bếp để kiếm miếng lót dạ. Cô ngạc nhiên vì trên bàn đã bày sẵn đồ ăn, chỉ chờ cô ngồi vào ghế là ăn ngay. Chồng cô ngồi đó nở nụ cười tươi giói. Đồ ăn đã sẵn, mời quý cô nương dùng bữa. Cái giọng điệu nửa ân cần, nửa trêu đùa ấy của Hòa suốt năm năm nay không hề thay đổi. Giang cũng ngồi xuống, mỉm cười, chắp tay phía trước, cúi đầu nói. Cảm tạ đại ca. Hai người cứ như đôi uyên ương trong phim Ngôn tình Trung Quốc vậy. Họ vui vẻ cười đùa, nói chuyện, rồi cùng ăn với nhau tình cảm hai vợ chồng như vậy thì làm sao Giang có thể nghĩ chồng cô có nhân tình bên ngoài được. Cô thường xem phim hay đọc trên báo thấy mấy gã chồng bồ bịch sẽ có biểu hiện khác thường như không muốn gần gũi vợ, thường xuyên cầm điện thoại vẻ bí mật hay khó chịu cộc cằn với vợ, vân vân. Nhưng tuyệt nhiên chồng cô cũng chẳng có biểu hiện gì lạ hết. Vậy là lòng cô tạm yên tâm, không nghĩ ngợi gì nhiều ăn uống dọn dẹp xong xuôi hai vợ chồng vui vẻ trở về phòng sau khi lướt một vòng mạng xã hội cả hai ngáp ngắn ngáp dài hòa tắt máy bỏ sang một bên anh ôm lấy vợ rồi cũng giật cái điện thoại ra khỏi tay vợ nói khuya rồi chúng mình đi ngủ đi giang nũng nịu thôi để em xem nốt cái video kia đã nào đáng hay nói xong giang vươn tay ra tính giật lại cái điện thoại. Hòa cất điện thoại xa hơn rồi ôm chặt vợ. Anh siết chặt vòng tay khiến Giang áp sát vào người anh. Anh nói. Hay có bằng anh không nè? Nói xong, Hòa hôn lên môi cô. Mắt anh nhắm nghiền như để tận hưởng sự ngọt ngào nơi đôi môi của Giang. Rồi bàn tay anh tham lam sở soạn khắp người cô. Giang cũng hòa vào sự đê mê đó cô cũng nhắm mắt lại mà hôn anh cơ thể cô bắt đầu thả lỏng để mặc chồng vuốt ve ôm ấp bàn tay cô cũng tham lam vuốt ve cơ thể chồng rồi họ cuồng nhiệt quấn quít lấy nhau hai thân thể hòa quyện làm một lúc này giang quên hẳn câu chuyện bồ bịch lúc chiều trong đầu cô không còn vương vấn gì nữa sau màn ân ái mặn nồng hòa đưa cánh tay cho giang gối đầu anh hôn lên trán vợ chụt một cái mắt giang cũng nhắm nghiền phiêu theo nụ hôn của chồng anh cúi nhìn cô rồi nói em tuyệt vời nhất giang đưa tay vuốt ve lên ngực chồng rồi hỏi anh cảm thấy thế nào thỏa mãn quá tuyệt vời luôn yêu vợ nhất trần đời giang cười híp mí nghe những lời nói có cánh như vậy đứa con gái nào chả bùi tai ông bà ta có câu con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai, quà đúng không sai tí nào. Đàn bà chỉ cần chồng hoặc bạn trai dỗ ngon dỗ ngọt ít câu là say như điếu đổ, quên cả trời đất. Cô cảm thấy xấu hổ vì đã có chút nghi kỵ mà theo dõi chồng cả buổi chiều. May mà anh không biết, chứ nếu mà biết thì chắc anh buồn lòng lắm. Chuyện Giang theo dõi chồng và tin nhắn nặc danh hôm đó Giang sớm đã quên bén đi luôn. Cô chuyên tâm vào công việc, về nhà chăm lo cho gia đình, cho chồng và gia đình chồng. Từ hồi cưới nhau đến giờ, hai vợ chồng cô vẫn ở chung với mẹ chồng, bà Quý. Bố chồng đã mất từ khi Hòa mới 5 tuổi và em gái anh 3 tuổi. Bà Quý ở vậy nuôi con, ăn học thành người. Hòa là giáo viên dạy Anh ngữ tại một trung tâm tiếng Anh. Mỗi ngày, anh dạy 2 ca sáng chiều, thu nhập mỗi tháng cũng độ hơn 20 triệu. Tùy vào thời gian anh đứng lớp ngắn hay dài. Anh dạy giỏi nên số lượng học sinh rất đông. Còn Giang lại là cô giáo dạy toán ở một trường cấp 2 công lập. Cô thường dạy vào buổi sáng nên buổi chiều cô có nhiều thời gian rảnh rỗi. Thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng hơn 30 triệu nên cuộc sống của họ cũng không đến nỗi túng thiếu nếu như ở quê thì với thu nhập như vậy, một nhà ba người thì cũng được gọi là giàu có. Nhưng sống giữa thành phố, vật giá đắt đỏ, với khoản đó cũng được coi là đủ chi tiêu. Mỗi tháng, hai vợ chồng cô đưa cho bà Quý 5 triệu đồng để bà đi chợ mua thức ăn. Tiền điện, tiền nước và các khoản chi tiêu khác trong nhà thì do Giang chi trả. Ngoài ra, mỗi tháng vợ chồng cô còn biếu bà quý 3 triệu cho bà tiêu vặt và mua thuốc. Hòa còn đề nghị Giang dành ra một khoản để biếu bố mẹ đẻ của cô. Số tiền không cố định, nhưng trung bình mỗi tháng cũng rơi vào khoảng 2-3 triệu tùy vào thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng. Riêng sự chu đáo này của Hòa khiến Giang rất cảm động và cảm phục anh. Được chồng chiều chuộng, lại có công việc ổn định, thu nhập cũng khá cao, nên nhìn vào cuộc sống của Giang ai cũng thầm mơ ước. Và cô rất hạnh phúc với những gì mình có. Tuy nhiên, mẹ chồng cô lại là người rất khó tính. Bất kể việc gì cô làm trong nhà đều bị bà dò xét. Những ngày đầu về làm dâu, cứ cô làm gì đi một bước là bà theo một bước. Cô rửa bát thì bà đứng ngay bên cạnh, chắp tay sau lưng nhìn rồi bảo. Con rửa thế này thì vừa tốn nước lại trắng sạch. Ăn vào chỉ tổ giúp bệnh vào người. Bà bắt Giang phải trà kỹ từng cái bát, xong rồi cho vào một bên bồn, xối nước vào, rồi trà đi trả lại cho sạch, xong mới tráng lại thật kỹ bên bồn kia. Rửa xong thì phải lấy nước sôi tráng lại, rồi mới đem đi úp lên chạn. Lau nhà, giặt quần áo cũng thế, bà cứ soi mói khiến Giang rất khó chịu. Tuy nhiên, phận làm dâu cô vẫn phải cắn răng chịu đựng và tuân thủ theo những gì bà nói. Được một thời gian sau, thấy Giang cũng làm việc khá nhanh nhẹn, lại làm theo ý của bà nên bà mới để cô dễ thở hơn một chút. Cũng may, bà không đòi giữ tiền lương của chồng cô, vì trước khi lấy vợ, mọi thu nhập của Hòa đều giao hết cho mẹ. Sau khi lấy vợ rồi thì anh mới đưa cho vợ giữ. Tuy nhiên, bà Quế lại đòi nhận khoản trợ búa bà từng nói lớp trẻ các con đi chợ chẳng biết lựa đồ lại chẳng biết trả giá nên toàn mua phải đồ ăn không ngon lại đắt đỏ cứ để mẹ đi chợ cho mặc dù từ ngày về nhà chồng đến giờ cô chưa từng đi chợ nhưng bà quế nghiễm nhiên mặc định điều đó hôm nào giang không đi dạy cô ở nhà làm hết việc nhà muốn sang nhà mẹ đẻ chơi cũng phải xin phép mẹ chồng rồi mới đi được Mẹ chồng khắt khe là vậy, nhưng bù lại cô nhận được sự yêu thương chiều chuộng hết mức của chồng. Vì thế, cô cũng không hề oán thán bất cứ điều gì với bất cứ ai, kể cả chồng cô. Lấy nhau một năm rồi, nhưng giữa cô và gia đình chồng vẫn không có bất hòa gì lớn. Chỉ có một điều, bà Quý vẫn ngày ngày sóc xỉa cô, đó là chuyện cô vẫn chưa mang thai. Hai vợ chồng cô, công việc cũng ổn định rồi, nên họ cũng không kế hoạch gì tuy nhiên mãi đến giờ không hiểu vì sao cô vẫn chưa mang thai dẫu hai vợ chồng cô đã đi khám không ai bị làm sao và uống nhiều thứ thuốc cũng như thuốc bổ rồi nhưng cô vẫn chưa có thai bà quý mặc định con trai bà rất khỏe lỗi là tại cô mỗi lần bà cằn nhằn như vậy khiến giang rất buồn lòng thời gian sau đó thỉnh thoảng hòa vẫn đi về thất thường nhưng mỗi lần như thế, anh đều báo trước cho Giang biết. Anh bảo lúc thì bận họp, lúc thì liên hoan với đồng nghiệp. Có hôm đi sinh nhật đồng nghiệp, tới tận 11 giờ khuya mới về, làm Giang chờ cửa đỏ cả mắt. Hôm nay cũng vậy, Hòa gọi điện về cho Giang, thông báo đi ăn sinh nhật của cô giáo trong trung tâm. Alo, em à, hôm nay anh đi ăn sinh nhật cô giáo, phó giám đốc trung tâm. Em ăn cơm với mẹ, xong đi ngủ trước đi nhé bao giờ về anh tự mở cửa không phải chờ anh đâu nhé giang vừa trả lời vâng một cái thì đầu dây bên kia nghe tiếng tút tút giang buồn bã thất thểu đi vào phòng mỗi lần có chồng ăn cơm ở nhà thì không khí bữa ăn còn vui vẻ còn mỗi mẹ chồng nàng dâu ăn cơm với nhau thì cứ như kiểu người xa lạ chẳng ai bảo ai Cúi gầm mặt, ăn cho nhanh xong bữa mà đứng dậy. Giang sợ bắt chuyện với mẹ chồng, vì mỗi lần cô mở miệng ra thì bà Quế cũng chẳng có câu nào nói tử tế cả. Bà toàn nghĩ ra những lời nói bóng gió mát mẻ để chê bai chế giễu cô. Hôm nay Hòa đi mãi tận tới gần 12 giờ mới về, Giang vẫn thức. Quen hơi chồng rồi, cô không tài nào ngủ được khi không có chồng bên cạnh nghe tiếng xe máy quen thuộc ngoài ngõ, Giang tức tốc chạy ra mở cửa đón chồng. Thấy vợ vẫn chưa ngủ, Hòa hỏi, anh dặn rồi, sao em không ngủ sớm, mai còn đi dậy? Không có anh, em không ngủ được. Sao anh về muộn thế? Hòa tắt máy, dắt xe vào, vừa đi vừa nói. Anh đã xin phép về sớm, nhưng anh em không cho về. Nếu muốn về trước thì phải uống rượu chịu phạt mới được về em biết tính anh rồi còn gì anh chẳng uống được nhiều rượu nên phải theo họ đi hết tăng hai mới xin cáo lui được giang vừa khóa cửa cổng xong cũng lẽo đẽo theo phía sau xe chồng thế anh có đói không để em đi nấu mì tôm cho anh ăn hòa đạp chân trống xe xuống sân rồi nhìn giang bảo thôi anh ăn no rồi anh uống ít nên chỉ ngồi ăn thôi nhanh vào nhà nghỉ đi em nói xong hòa đến ôm vai vợ cả hai cùng vào trong nhà bất giác giang đẩy hòa ra hỏi người anh có mùi gì ấy nhỉ hòa đưa áo lên người ngửi rồi bảo mùi gì đâu anh chỉ thấy mùi rượu không à giang vẫn quả quyết không phải có mùi gì như mùi nước hoa ấy loại này em đã ngửi thấy ở đâu rồi hòa véo mũi giang rồi cười đùa bảo anh chỉ ngửi thấy mùi ngọt ngào từ vợ anh thôi. Giang cau mày bảo, không đùa, em nói thật, có mùi nước hoa lạ. Này, anh khai nhanh, mới đi với cô nào về đúng không? Hòa mặt nghiêm túc lại, anh nhìn thẳng vào cô rồi nói. Trên đời này, anh chỉ muốn đi với cô này thôi. Ngoài ra, cô nào cũng như cô nào. Anh đếch thèm quan tâm, Giang mỉm cười bảo, Ái chà chà, hôm nay còn nói kiểu chợ búa cơ đấy. Anh là giáo viên đó nha. Hòa gãi đầu cười. Hê hê, xin lỗi cô giáo, anh buộn miệng nói dại. Cô đừng bắt anh viết bản kiểm điểm nhé. Giang đá vào mông chồng một cái rồi bảo, Nhanh vào nhà, cởi quần áo lên giường cho cô. Hôm nay em không phải viết kiểm điểm mà chịu phạt. Hòa đứng nghiêm người lại. Vâng, tuân lệnh cô giáo. Giang cũng giơ ngón tay ra trước miệng, xịt một cái. Như biết mình nói hơi to, sợ làm kinh động đến mẹ. Hòa cũng bụng miệng lại. Cả hai người cười rúc rích rồi đi vào phòng. Quả thật, Giang ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người chồng thật. Trước đây, cô thi thoảng cũng ngửi thấy. Nhưng hỏi chồng thì Hòa lại cứ biện hết lý do này đến lý do khác, thoái thác một cách tế nhị, khiến Giang không còn soi mói gì nhiều nữa. Nhưng khi Hòa cởi chiếc áo sơ mi ra, Giang lại há hốc mồm, thấy một vệt son đỏ trên cổ anh. Lúc nãy, ngoài sân, do ánh sáng đèn điện tối nên cô không thấy. Giờ trong phòng sáng trưng nên nhìn thấy rõ một một. Giang hỏi. Anh Hòa, vết gì đây? Trông giống như son thế này. Hòa quay lại nhìn vợ. Đâu? Giang kéo chồng đến đứng trước gương soi, anh ngoái trước ngoái sau không nhìn rõ. Giang phải lấy điện thoại ra, chụp hình lại đưa cho anh xem. Hoa giận mình. Tại sao lại có vết son này nhỉ? Anh ta cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. Giang mặt hơi nghiêm lại. Trên người anh mà giờ anh còn hỏi em. Anh nói đi. Có thật hôm nay anh đi ăn sinh nhật về không? Hòa quả quyết. Anh thề. Anh đi ăn sinh nhật về thật. Hay có lúc nào đó anh bất cẩn mà bị cô nào đó trêu chọc nhỉ? Giang giọng điệu vừa cha vừa hỏi. Cái trung tâm của anh có cô nào mà đáo đẻ được như thế? Mà chả nhẽ người ta hôn lên cổ mà anh lại không biết. Anh tưởng em là đứa trẻ lên ba hay sao? Giang cảm thấy khó chịu trong người. Cô bắt đầu tỏ ý nghi ngờ chồng. Hòa vẫn mồm miệng dẻo quẹo. Anh luôn miệng chối đầy đầy không công nhận bất cứ điều gì. Giọng giang bắt đầu chua chát. Người anh á, nồng nặc mùi nước hoa lạ. Giờ còn vết son trên cổ anh. Anh muốn em nghĩ thế nào? Hòa ra vẻ bực tức. Anh cáu lên. Em nghĩ thế nào tùy em thôi. Anh chẳng làm gì sai cả. Anh mệt rồi. Nói xong, Hòa lên giường đắp chăn, nằm nghiêng về phía tường, trùm kín mặt lại. Giang khổ sở nhìn chồng, mà nước mắt tuôn rơi cô đang ghen nên cổ họng cứ cứng hết lại cô nấc lên từng tiếng từ trước tới nay giữa hai vợ chồng chưa có tiền lệ xảy ra như ngày hôm nay đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự khác lạ ở chồng của mình cô đau khổ vật vã khóc như mưa rồi nấc lên từng tiếng hòa vẫn mặc kệ anh vẫn quay lưng về phía cô mà không thèm ngồi dậy dỗ dành vợ giang ngồi một mình khóc mãi lúc cạn dòng nước mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ ngợi màn đêm ngoài kia thật yên tĩnh những vì sao lấp lánh trên bầu trời như những đốm sáng nhỏ nhoi trong đêm tối vô tận cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo hương thơm của hoa nhài từ ngoài ban công làm dịu đi nỗi buồn trong lòng cô Cô tiến lại, đứng tựa đầu vào khung cửa sổ. Giang khẽ thở dài. Cô nhớ lại những kỷ niệm đã qua, những khoảnh khắc hạnh phúc và đau khổ xen lẫn. Cô chợt nhớ đến tin nhắn hôm trước, liền chạy tới cầm điện thoại lên. Cô bắt đầu nhắn lại. Bạn là ai? Vì sao biết chồng tôi ngoại tình? Gửi tin nhắn xong, Giang nhìn lên đồng hồ, đã gần một giờ sáng. Giờ này chắc họ đã ngủ rồi, nhưng cô vẫn không thu hồi tin nhắn lại cô nghĩ chắc khuya rồi người ta không còn thức nữa mà nhìn trên điện thoại cũng không thấy đèn thông báo đang truy cập của đối phương cô lia nhẹ chiếc điện thoại xuống bàn thở dài rồi lên giường kéo chăn đắp lên người cô tự trấn an mình hay là mình quá đa nghi rồi không chồng mình vẫn đối xử tốt với mình như thế anh đã kiên quyết phủ định như vậy rồi chắc chắn không có chuyện gì xảy ra đâu. Có lẽ vì nghĩ thoáng hơn một chút, đầu óc cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô nghiêng người, ngó sang phía chồng xem anh đã ngủ chưa. Không thấy động tĩnh gì hết, cô đặt lưng xuống giường, nghĩ ngợi một lúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm, mặt trời đã hé qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt khiến Giang tỉnh giấc. Cô vươn vai một cái, rồi sờ soạn sang phía chồng, nhưng không thấy anh đâu. Dướn người lên, cô với lấy cái điện thoại rồi nhìn đồng hồ. Giang giận mình. Thôi chết, mình ngủ quên khuấy đi mất, sắp muộn giờ làm mất rồi. Giang tung chăn, chạy vội vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, rồi vội vàng túm lấy chiếc váy cô nhìn thấy đầu tiên khi mở tủ, mặc vội lên người và ra khỏi nhà. Hôm nay mồng một, bà quế đi chùa từ sáng sớm nên giang ngủ dậy muộn mà không ai đánh thức chồng cô chắc hẳn đang giận dỗi nên không muốn đánh thức vợ dậy đi làm cô thầm trách mắng anh thật là người gì đâu giận dỗi cũng không thèm gọi người ta dậy báo hại mình suýt trễ giờ làm rất may trường giang dạy rất gần nhà nên cô cũng kịp giờ lên lớp hôm nay giang nhìn phờ phạc hơn mọi hôm khuôn mặt cô thiếu sự dạng người vô tư như những ngày thường. Thay vào đó là ánh mắt phiền muộn. Cả buổi dạy, cô cố tập trung hết tinh thần để lên lớp, nhưng một nửa thần trí như bay bổng nơi nào. Tiếng trống trường báo hiệu hết tiết dạy, Giang thu dọn giáo án cùng dụng cụ giảng dạy cho vào cặp sách. Tiếng chuông báo tin nhắn của cô vang lên. Vừa dạo bước ra khỏi bục giảng, cô vừa mở điện thoại lên xem. Giang sững người khi nhìn thấy tin nhắn từ tài khoản nặc danh hôm trước. Chị thật ngu ngốc khi đeo cái sừng dài trên đầu mà vẫn vô tư như không biết gì. Giang không khách sáo nữa, cô nhắn lại. Giỏi thì lộ diện đi, đừng như chó rúc trong bụi rậm rồi cắn càn phá hỏng gia đình tôi. Tôi không tin đâu. Tin nhắn lại đến. Tôi chắc chắn trong lòng chị đã có những hoài nghi. Tin tôi đi, Chồng chị là tên đều cáng đội lốt thầy giáo. Hắn ta không trong sạch như chị nghĩ đâu. Giang đọc xong, liền nhắn lại. Chừng nào tôi thấy tận mắt mới tin. Vài ba cái trò ghép ảnh tôi lạ gì nữa. Đừng làm phiền tôi. Tên kia cũng khá lịch sự, nhắn lại. Xin lỗi, nhưng không biết ai phiền ai. Nếu chị không có một chút nghi ngờ gì, thì tại sao một giờ sáng chị còn hỏi danh tính của tôi? Chắc hẳn chị đã có gì đó nghi ngờ nên bẵng đi một thời gian, chị mới nhớ đến tôi như vậy. Giang đứng hình thật, tại hôm qua cô nghĩ chưa thấu đáo nên mới nhắn tin cho người này, giờ bị người ta bắt thóp, cô cứng cả họng. Cô không trả lời tin nhắn nữa mà giả bước đi nhanh về phía nhà để xe. Trường học thì chưa tan nhưng cô đã hết tiết dạy sáng nay nên cô về sớm giang không về thẳng nhà mà tạt qua trung tâm tiếng anh nơi chồng cô làm việc cô đoán giờ này anh vẫn đang dạy học cô chỉ tới nhìn anh một cái để lấy lại động lực rồi về chứ cũng không muốn phiền hà gì chồng lâu đứng trước cửa trung tâm cô nhắn tin anh dạy xong chưa ra cổng em gặp chút hòa nhắn lại em không đi dạy hay sao mà ghé qua chỗ anh thế anh đang bận dậy không ra được. Có chuyện gì không? Giang nhắn lại cụt lùn. Em nhớ anh. Một lúc, tin nhắn Hòa mới tới. Em về nhà trước đi. Chiều dậy xong, anh về, chúng ta nói chuyện. Giang nhắn lại. Trưa nay, anh không đi ăn à? Em chờ anh đi ăn. Anh đặt cơm về văn phòng ăn rồi. Trưa anh còn phải soạn giáo án cho chiều nay. Có thêm một ca tăng cường vì bạn anh nghỉ ốm đột xuất, em về đi. Chưa bao giờ Giang thấy thất vọng và buồn vì chồng như bây giờ. Trước kia, khi nào cô thèm ăn gì, thường gọi điện rủ chồng đi ăn là anh ok liền. Từ ngày cưới đến giờ, cô phải về ăn cơm với mẹ chồng nên hai người không ra ngoài ăn trưa như trước nữa. Trung tâm nơi chồng cô dạy ở cách nhà tận 10 cây số, vì vậy buổi trưa anh ăn nghỉ tại chỗ luôn không về nhà nhưng cái hồi yêu nhau giang thường rủ anh đi ăn cô dạy xong tiết cuối là phi xe ngay tới chỗ anh bởi vì thời gian của cô rảnh rang nên ăn gần chỗ anh để anh còn về sớm nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết dạy buổi chiều hôm nay cô đã đến tận nơi anh làm vậy mà anh vẫn cố tình né mặt cô chắc hẳn anh đang giận cô vì nghĩ cô ghen bóng ghen gió đêm qua. Giang lủi thủi định quay về, bất chợt có tiếng gọi của Yến sau lưng. Giang! Giang ơi! Yến là bạn thân của Giang, cũng là đồng nghiệp của chồng cô. Yến vừa tan làm ra thì bắt gặp Giang ngay trước cổng. Bà đến tìm anh Hòa à? Sao không vào trong mà đứng ở đây? Giang nhìn Yến rồi bảo Thôi, tôi không vào đâu Lại phiền anh ấy đang dạy bà tan làm về nhà hay đi đâu đấy tôi đi ăn bà đi không mấy khi gặp nhau cũng lâu rồi ấy nhỉ bà cứ trốn biệt nhà chồng không ló mặt cơ giang cũng không muốn về nhà lúc này tâm trạng cô đang không tốt gặp phải mẹ chồng khó tính nữa chắc cô chịu không nổi nên cũng gật đầu đồng ý tiện thể cũng hỏi han yến ít câu đi hôm nay chúng ta đi ăn bún đậu mắm tôm đi tôi thèm lâu lắm rồi mà rủ chẳng ai đi. Yến lên tiếng, Giang cười bảo. Chiều không có tiết dạy hay sao mà lại triển món này. Không sợ học sinh ngửi thấy mùi xỉu ngang xỉu dọc hết hả cô giáo? Yến vỗ vai bạn cười. Tôi sợ lắm chứ, học sinh à, lại né cô Yến chạy sang lớp thầy Hòa hết cũng chết dở. Mà thôi, cứ ăn trước đã, tí ăn xong đã có sinh gum cô tài trợ đánh bay mùi hôi miệng hiệu quả ha. Lại nữa rồi, quảng cáo cho kẹo cao su đây hả cô nương? Lúc nào cũng tếu như vậy nhỉ? Ừ, ha <laughs> ha, quen rồi. Thì thoảng cũng phải pha trò như vậy, học sinh nó mới hào hứng chọn lớp cô Yến chứ. Thôi, đi nhanh nào, tôi đói rồi. Hai người cùng đến một quán bún đậu mắm tôm khá nổi tiếng ở gần đó. Quán này diện tích khá nhỏ, nhưng được cái sạch sẽ và rất ngon. Vì tầng 1 không đủ chỗ ngồi nên Yến và Giang chọn bàn phía trên tầng 2 để ngồi. Họ ngồi ở một góc khá khuất và yên tĩnh. Yến thắc mắc. Sao lại chọn chỗ này? Ngồi đây người ta lại nghĩ chúng mình là tình nhân của nhau đấy. Kiểu như trốn khỏi ánh nhìn của người đời. Ừ, tôi thích thế. Bà gọi xuất đi. Hai người vừa chúi đầu vào cái menu để chọn món thì một đôi trai gái bước lên cầu thang hai người vừa đi vừa tình tứ với nhau lắm giọng cô gái nhõng nhẽo anh chỗ đó người ta ngồi mất rồi bàn chỗ giang và yến ngồi khuất sau chậu cây bước lên cầu thang chỉ thấy thấp thoáng có người chứ không nhìn rõ là ai nên đôi trai gái bước đến định bảo hai người kia nhường bàn yến ngồi quay lưng lại về phía đôi trai gái nên cũng không để ý còn giang cô nhìn lên thì ngớ người ra hòa đang tay trong tay với một cô gái khá là trẻ thấy giang hòa lập tức thả tay cô gái ra khỏi tay mình giang nhìn chân chân hòa và hòa cũng đang đứng ngây người ra nhìn vợ khuôn mặt không giấu được sự lúng túng khi bị bắt quả tang cô gái không biết đây là vợ anh liền hỏi anh ai đấy anh quen cô ta à tiếng cô gái thu hút ánh nhìn của yến Cô cũng ngước mặt lên nhìn Giang, rồi quay đầu nhìn hai người phía sau lưng, rồi ngạc nhiên nói. Ơ, anh Hòa! Yến lập tức nhìn ra người phụ nữ bên cạnh đang đi với Hòa. Hai người, hai người! Yến lắp bắp, tỏ vẻ ngạc nhiên. Giang đứng phát dậy, cầm túi bỏ đi. Yến cũng cầm túi chạy theo bạn. Trước khi đi, còn không quên chỉ vào mặt Hòa nói. Anh, hai người, thật chả ra làm sao, Nói xong Yến chạy theo Giang Nước mắt Giang rơi lã trã Cô lên xe mở khóa định lao nhanh đi Thì bị Yến chặn lại Bà cứ thế mà đi à Phải ngồi lại làm rõ trắng đen chứ Còn làm rõ gì nữa hả bà Trắng đen rõ mồn một, một lên như thế rồi Còn nói gì được nữa Bà cứ bình tĩnh Đừng suy nghĩ quá Lại không làm chủ được hành động Giang nhìn thẳng vào Yến rồi nói có phải bà quen cô ta không? Lúc nãy tôi nhìn thái độ của bà có vẻ quen họ. Yến lặng lẽ gật đầu rồi nói, "Con bé đó là con gái của giám đốc trung tâm nơi tôi đang dạy. Tôi từng nghe thấy người trong trung tâm xì xào chuyện của anh Hòa và con bé kia, thế nhưng tôi cũng không tin. Hai người đó ở trung tâm cũng bình thường như ba người khác, có thấy gì đâu." Tôi thấy bà ấp ảnh cùng dòng status trên trang cá nhân thấy hai vợ chồng bà rất hạnh phúc Nên tôi cũng chẳng tin được hai người kia đang cặp kè Hôm nay bắt gặp tôi cũng giật mình Giang hỏi gặng bạn Vậy là chuyện này đã xảy ra từ lâu rồi đúng không? Ừ cũng tầm nửa năm nay rồi Tôi thấy vợ chồng ông bà mới cưới Lại đang rất hạnh phúc Nên tôi cũng chẳng để ý đến mấy tin đồn đó Họ cũng chỉ xì xào nhỏ to Chứ không lớn tiếng nên tôi cũng chẳng quan tâm. Giang mở tin nhắn của người lạ ra xem lại bức ảnh, đúng người phụ nữ trong ảnh giống hình dáng người đàn bà lúc nãy đi cùng chồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Giang cúi xuống bật khóc tức tưởi. Yến chẳng biết làm gì hơn để giúp bạn, nên chỉ vỗ vai an ủi một chút, rồi động viên bạn bình tĩnh ra về, kẻo lái xe nguy hiểm. Trên đường về, nước mắt Giang cứ tuôn như mưa. Mắt cô nhòe đi, cô lái xe vô định trên đường, như là đường này chẳng có ai đi, chỉ có mình cô. May thay, không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Giang về thẳng nhà chồng, cô không mặn mũi nào vác bộ mặt như bây giờ về nhà mẹ đẻ. Thấy Giang chưa muộn mới về nhà, bà Quế đứng chống nạnh trước cửa nhà rồi gằn giọng. Úi dào, đi dạy kiểu gì mà mãi giờ mới về giang không trả lời bà quý nước mắt cô vẫn tuôn không ngừng cô chạy nhanh về phòng đóng cửa lại rồi khóc nức nở bà quý đứng thừ người ra nhìn theo bóng dáng của giang mà ngạc nhiên rồi cũng thốt lên ơ hay con bé này hôm nay làm sao ấy nhỉ nói xong bà ta chạy theo sau giang đến gõ cửa phòng cô giang giang ơi không thấy tiếng con dâu trả lời bà quế xoay nắm cửa rồi đi vào giang đang nằm sấp xuống giường đôi vai cô rung lên bà quế chẳng hiểu con dâu bị làm sao mà hôm nay lại khóc lóc thảm thiết như thế bà đi đến đánh vào chân con dâu rồi nói chuyện gì mà khóc như cha chết thế hử giang không ngẩng mặt lên đáp mẹ để con yên được không phải nói cho mẹ biết có chuyện gì trước đã Nói nhanh xem nào. Giang cũng không muốn giấu giếm bà Quý làm gì. Cô chống tay ngồi dậy, gạt ngang dòng nước mắt. Cô cố lấy lại bình tĩnh rồi nói. Mẹ, anh Hòa, anh Hòa, anh ấy có nhân tình bên ngoài. Bà Quý tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng rồi bà ta lại thay đổi nét mặt. Bà nói giọng hả hê. Cũng phải thôi, đàn bà có bị làm sao thì đàn ông mới phải ngoại tình. Cô xem lại mình đi, cô đã làm gì mà nó lại sinh chứng như thế? Giang bất ngờ với lời nói như dao đâm của bà. Trong lúc này, cũng là phận đàn bà, sao bà lại có thể nói được những lời chua chát như vậy? Bà không có một ý nào trách móc con trai mà chỉ chăm chăm xỉa sói con dâu. Mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Giang hết. Cô cảm thấy quá thất vọng về bà. Cô nói, mẹ sao mẹ lại có thể nói như thế được ạ à? anh hòa anh làm chuyện sai trái sao mẹ không trách mắng anh ấy mà lại đổ hết tội lỗi lên đầu con con không biết mình sai ở đâu mà bị mẹ chồng và chồng đối xử như vậy bà quý cũng chẳng vừa bà nhảy sổ lên không biết mình sai à chuyện rành rành như thế mà cô cứ làm như mình vô tội cô thử nghĩ xem cả năm nay cô về làm vợ nó cô đã cho nó được cái gì suốt ngày uốn éo bắt nó phục dịch lại còn chẳng thể đẻ cho nó một muộn con nó chán nó đi tìm đứa khác là đúng rồi giang phân bua con đã nói mẹ nhiều rồi con hoàn toàn khỏe mạnh không có vấn đề gì hết bà quý quắc mắt lên vậy tại sao đến giờ chưa có con thằng hòa là cháu đích tôn của dòng họ cô không sinh được thì để người khác sinh con cho nó đừng nằm đó mà khóc than nữa bà quý nói xong thì quay ngoắt ra ngoài giang bất lực trước những lời nói cay nghiệt của bà quý cả năm nay về làm dâu nhà này cô luôn lấy lòng bà nên cố gắng chăm lo cho gia đình chồng thật chu toàn để bà không phải chê bai gì tuy nhiên mọi cố gắng của cô chỉ là công dã tràng bà quý vẫn chưa bao giờ có cái nhìn thiện cảm về cô đến việc con trai bà làm cái việc trái luân thường đạo lý mà bà vẫn dững dưng như chưa có chuyện gì xảy ra. Thái độ của bà Quý càng làm bóc nghẹt trái tim đang bị tổn thương của cô, khiến cô không thể thở nổi. Không thể chịu được đả kích này, Giang nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về nhà mẹ đẻ sống. Hòa về đến nhà, thấy phòng ốc trống không, đồ đạc của Giang đã không còn trong phòng nữa anh chạy vội sang phòng bà quý gõ cửa mẹ mẹ có trong phòng không sao thế con vào đi mở cửa bước vào thấy bà quý đang ngồi đọc sách thư giãn hòa hỏi mẹ giang dọn đi lúc nào vậy sao mẹ không giữ cô ấy lại bà quý bình thản trả lời nó có chân thì nó đi mẹ giữ sao được mà con còn tiếc nuối gì cái loại gái độc không con đó không lấy vợ này thì lấy vợ khác Thế giới này đã chết hết phụ nữ đâu mà con lo Mẹ, sao mẹ lại nói cô ấy như vậy Dù sao cô ấy cũng đang là con dâu của mẹ mà Bà Quế ngẩng mặt Cặp kính treo phía dưới sống mũi Mắt bà dướn lên nhìn hòa Rồi bảo Ái chà, lại còn bênh nó cơ à Thương nó, sao còn gái gú bên ngoài thế hử Hòa khổ sở nói Mẹ, con có nỗi khổ riêng mà Khổ gì mà phải bồ bịch con giang nó hiền chứ gặp tao á là tao xé xác con kia cho ra bã luôn ấy chứ nói cho mẹ hay con và con bé đó qua lại lâu chưa con bé đó ra thế như thế nào con cái nhà ai hay là mày chỉ ăn chơi qua đường vậy hòa có vẻ thật thà anh nói mẹ biết con không phải đứa ham chơi đua đòi mà cô ấy là con của giám đốc trung tâm chỗ con dạy cô ta cũng dạy ở đó hai đứa con đã qua lại hơn nửa năm nay rồi thực tình thì con cũng không muốn nhưng mà nghe đến thân thế của cô nhân tình mà con trai đang cặp kè bà quế mắt sáng hơn hẳn bà ta bỏ quyển sách sang một bên chồm dậy nắm tay hòa kéo xuống giường ngồi rồi gặng hỏi con gái giám đốc trung tâm nơi con dạy ư vậy cô ta là người thế nào hôm nào đưa về nhà mẹ xem mặt nhé hòa khổ sở mẹ con không muốn đánh mất giang bà quý nở nụ cười mỉa mai thôi con bỏ cái giọng điệu đó xuống đi cho mẹ nhờ con bé đó chắc hẳn phải hơn con giang con mới cặp kè với nó mẹ đẻ ra con con đừng hòng qua mắt mẹ hòa không trả lời mẹ mà đi thẳng về phòng anh lôi điện thoại trong túi ra gọi cho giang chuông vẫn đổ mà giang không bắt máy anh vẫn cố gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng rồi máy giang tắt nguồn hẳn anh chạy ra lấy xe và chạy nhanh sang nhà mẹ vợ bà minh thấy hòa thì hỏi ơ sao con giang bảo con và bà thông ra về quê làm mộ phần cho dòng họ cơ mà sao vẫn ở đây không để ý đến lời bà minh nói hòa hỏi mẹ giang có trong nhà không mẹ có nó về đây nằm du rú trong nhà nó bảo cả nhà chồng về quê hết một mình buồn nên về đây ở ít hôm biết giang đang giấu mẹ đẻ chuyện của mình hòa cũng làm ra vẻ như không có chuyện gì anh nói con nhớ vợ quá nên chạy về thăm vợ con chút rồi lại đi ngay con xin phép mẹ cho con lên phòng gặp vợ con chút ạ à? ừ con lên đi mẹ cũng đi ra đây có chút việc hòa tức tốc chạy lên phòng giang cô đi lấy chồng nhưng mẹ cô vẫn giữ riêng một phòng cho cô lúc nào vợ chồng cô về chơi thì có chỗ mà ngủ nghỉ anh chị dâu cô đi làm các cháu đi học ở nhà lúc này chỉ có hai vợ chồng cô hòa vào phòng giang không ngoảnh lại nhìn mặt anh lấy một cái lạnh lùng nói anh về đi chúng ta không còn gì để nói với nhau cả hòa giọng khổ sở giang à nghe anh giải thích đã không cần tôi biết hết rồi đừng nói thêm gì nữa tôi sẽ gửi anh đơn ly hôn sớm thôi hẹn gặp ở tòa Hòa tiến lại gần Giang. Anh nắm lấy vai Giang để cô xoay người lại, nhưng vô ích. Giang không muốn nhìn mặt anh lúc này. Một con người tệ bạc, sống hai mặt hai lòng. Hòa đưa tay ôm chàng lấy Giang, rồi nói vào tai cô. Anh xin lỗi, ngàn lời xin lỗi em. Anh sai rồi, anh biết mình sai rồi. Em cho anh một cơ hội được không? Anh hứa sẽ không tái phạm nữa đâu giang mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh giọng cô thản nhiên xin lỗi <laughs> anh hết cơ hội rồi đời không cho ai cơ hội thứ hai đâu anh đã cố tình giấu tôi bao lâu nay tôi đã có ý nghi ngờ anh rồi nhưng anh vẫn một mực chối phăng nếu như biết hối lỗi thì ngay từ khi tôi có nghi ngờ thì anh đã biết dừng lại để sự việc không đi quá xa như ngày hôm nay bọn anh cũng chỉ đi ăn uống với nhau thôi mà giang hừ một cái lúc này cô cảm thấy ghê tởm hơn về chồng mình anh ta vẫn nói dối trắng trọn mà không chút hối cải cô nói tiếp đi ăn đi uống và cả đi nhà nghỉ phải nói cho hết đi chứ nói được một nửa như thế người ngoài nghe được lại nghĩ anh vô tội chuyện đó không chối được chứ gì tôi có bằng chứng trong tay rồi Tòa sẽ giải quyết nhanh gọn thôi. Hòa vẫn cố giải thích. Anh xin lỗi em. Dù em có đánh mắng anh như thế nào, anh cũng xin chịu hết. Nhưng xin em đừng bỏ anh. Anh yêu em là thật. Anh không muốn mất em. Giang quắc mắt, quay người lại nhìn Hòa. Cô quát lên. Đột tồi! Yêu tôi mà còn hú hí bên ngoài. Hay anh muốn leo cao, lấy con nhà đại gia để sớm trở thành ông chủ? bị nói trúng tim đen của mình hòa cứng họng không nói được gì anh im lặng giang nói tiếp đúng rồi không nói được gì nữa đúng không hòa ngồi thừ xuống giường anh cúi mặt ôm đầu vỏ tóc là anh đã quá chén nên lỡ bị người ta bắt thóp dọa dạ nói cho em biết nên anh phải giấu quả thật anh chỉ yêu mình em thôi anh có uống rượu được đâu mà quá chén đừng bao biện nữa hòa cắt lời giang anh thề anh nói thật em còn nhớ cái đêm cách đây hơn nửa năm anh đi làm về muộn không hôm đó là sinh nhật cô ấy anh không biết uống rượu nhưng cô ấy cứ năn nỉ anh uống bảo không nể mặt cô ấy mà không nể mặt cô ấy thì không nể mặt bố cô ấy anh có nguy cơ bị đuổi việc đây là công việc anh yêu thích và trung tâm này thu nhập cũng tốt nên anh không muốn mất việc chỉ vì vài chén rượu thế rồi anh say không biết gì khi mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trên giường cô ấy hai bọn anh không mảnh vải che thân anh hoảng loạn không biết làm gì lúc đó thì cô ấy tỉnh dậy bảo rằng anh phải nghe lời cô ta nếu không chuyện này sẽ phanh phui hết anh lo sợ quá nên chẳng biết về làm sao đành nhất nhất nghe lời cô ta làm bạn trai của cô ta anh nói thật, anh không yêu cô ta, anh chỉ yêu mình em thôi." Thấy vợ không nói gì, hòa lại tiếp tục. "Cô ta dọa sẽ tìm tới nhà mình, nếu anh không làm cho cô ta thỏa mãn. Cô ta còn trẻ nên cô ta chỉ muốn có tình, không muốn vướng bận gì hết, nên chấp nhận làm kẻ thứ ba." Cô ta còn nói sẽ nói với bố cất nhắc anh lên làm phó giám đốc trung tâm sau này ông ta nghỉ hưu sẽ cho anh lên làm giám đốc thay ông ta quản lý tất cả thật sự lúc đó anh quá ngu ngốc cũng chẳng biết phải trái gì nên đâm đầu vào cô ta bây giờ em biết hết rồi bỏ qua cho anh lần này chúng mình làm lại từ đầu anh thề sẽ không còn qua lại gì với cô ta nữa đi em hãy nghĩ đến tình cảm của chúng ta năm năm nay anh cũng chưa bao giờ để em phải chịu thiệt thòi gì đúng không nào Giang nghe chồng kể chuyện, cũng chẳng biết bây giờ lời nói của anh ta câu nào là thật, câu nào là giả nữa. Trước đây, cô tin tưởng anh 100%, thì giờ đây chắc chỉ khoảng 10%. Cô thở dài rồi nhìn ra cửa sổ. Anh về đi. Tôi suy nghĩ đã. Mẹ tôi đi đón cháu sắp về rồi. Tôi chưa sẵn tâm lý để cho bà biết chuyện này. Lúc nào tôi thấy có thể nói chuyện tiếp tôi sẽ chủ động tìm anh. Tạm thời, tôi vẫn sẽ ở đây để suy nghĩ cho thấu đáo. Anh về đi, đừng đến đây làm phiền tôi nữa. Hòa không nói được gì thêm. Giang đã quả quyết như vậy rồi thì anh có nói gì cũng không lay động được cô. Hòa thất thểu ra dắt xe đi về. Đợi cho Hòa rời đi, Giang cảm thấy đôi chân không còn đứng vững được nữa. Cô đã cố kìm nén từ khi bước chân về nhà bao nhiêu tuổi hờn dồn hết lên khóe mắt cô khóc như mưa cô chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại rơi vào hoàn cảnh như bây giờ cô được chồng yêu thương chiều chuộng là thế đùng một cái phát hiện ra người đàn ông mình ngày ngày ôm ấp lại đang tay trong tay với nhân tình đã vậy lại còn cặp kè với nhau mấy tháng trời chứ không phải mới ngày một ngày hai những ngày sau đó hòa không đến nhà giang nữa anh chỉ nhắn tin hỏi han và xin lỗi cô thế nhưng giang vẫn chưa có câu trả lời cho anh cô ghét nhất là chuyện không trung thủy cô không biết nếu như tha thứ cho anh cô có còn dũng cảm đối diện với gương mặt phụ bạc của chồng được như trước không giang gọi yến ra quán cà phê tâm sự thấy giang đã ngồi sẵn chờ mình yến đi nhanh đến kéo ghế ngồi sát bên cạnh bạn rồi nói bà bỏ quách lão ấy đi tôi cũng không ngờ lão lại đổ đốn ra như thế trước nay tôi thấy ông ấy có tính lăng nhăng thế đâu mà cái người như thế một khi đã lăng nhăng thì khó quay đầu lắm bà còn trẻ sinh thế này lại chưa có con còn cơ hội lấy được chồng ngon hơn chẳng phải bà là bạn của ông ấy sao lại cổ suý tôi bỏ ông ấy thế tại tôi thấy tức thay cho bà cũng là phận đàn bà với nhau tôi thông cảm hơn Yến là bạn của Hòa trước khi Hòa quen Giang. Hai người ở cùng ngõ nên chơi chung với nhau. Đến khi vào đại học, Giang làm quen với Yến. Từ đó mới biết đến Hòa. Họ gặp nhau lần đầu tiên đã say như điếu đổ, kiểu tình yêu xét đánh. Càng tiếp xúc nhiều, Hòa và Giang lại càng thấy hợp nhau rất nhiều. Tuy nhiên, họ vẫn không ai dám thổ lộ trước cho đến khi cuối năm tư đại học. Hòa mới ngỏ lời và tất nhiên Giang đồng ý. Họ ra trường yêu nhau 4 năm. Khi hai người công việc đã ổn định, thu nhập khá cao rồi mới tiến tới hôn nhân. Hòa khéo ăn khéo nói, cũng khá đẹp trai. Anh lại là giáo viên nữa, thành ra lúc nào cũng thấy anh đạo mạo lịch lãm. Anh được nhiều cô gái để mắt đến, nhưng chỉ Giang là anh không rời mắt. Ngay cả Yến là bạn thân của anh, nhưng nhiều lúc cũng thấy cô nhìn anh với ánh mắt khác lạ. Thấy Giang không nói gì thêm, Yến lại nói như thêm dầu vào lửa. Con bé kia rất đỏng đảnh đáng ghét. Nó là con nhà giàu, được nuông chiều từ bé, nó mà thích cái gì rồi là phải giành lấy cho bằng được. Lão Hòa nhà bà đã lọt vào tầm ngắm của nó thì không dễ gì nó buông tay đâu, trừ khi nó chán nó tự bỏ. Mà tôi thấy nó cặp với ông Hòa lâu như thế thì chắc chắn nó sâu đậm với ông hòa rồi bà có quay lại với ông ấy thì nó cũng không để yên được đâu tôi làm ở đó tôi biết không ăn được là nó đạp đổ hết không cho ai ăn đâu giang ngước lên nhìn yến rồi nói bây giờ tôi phải làm sao đây tôi vẫn yêu anh ấy rất nhiều tôi không muốn mất anh ấy yến vỗ vào lưng bạn an ủi bà phải mạnh mẽ lên dứt khoát một lần, đỡ khổ một đời. Chứ cứ dây dưa, người chịu khổ là bà, chứ không phải ai khác. Đến một lúc nào đó, khéo bà lại bị đá bay ra khỏi nhà không thương tiếc. Đi ngay từ bây giờ, mình còn được ngẩng cao đầu. Lúc này Giang thấy Yến nói đúng. Cô sẽ không vương vấn gì nữa kẻ bội bạc. Dù sao thì đau một lần rồi thôi. Chứ nếu quay về nhìn mặt nhau, chắc gì vẫn còn hạnh phúc như xưa suốt buổi nói chuyện, Yến một mực khuyên bạn bỏ chồng. Giang lúc đầu còn lưỡng lự, sau khi nghe bạn thân phân tích thì lòng cũng xuôi theo và hạ quyết tâm ly hôn. Trở về nhà, Giang lập tức vào phòng lấy tờ A4 ra viết đơn. Đang viết dở thì bà Minh mở cửa đi vào. Giang lập tức giấu vội tờ giấy vào ngăn bàn. Thấy con gái giấu giấu diếm diếm tờ giấy, bà Minh không khỏi nghi ngờ chuyện cô về nhà chơi rồi hòa đến tìm cô không qua được con mắt sành sỏi của bà. Nhưng bà chỉ nghĩ là hai đứa giận dỗi nhau thôi. Để ít hôm con bé ngôi ngoai, bà sẽ khuyên nhủ nó thêm. Thế nhưng hôm nay con gái bà lại viết gì đó còn giấu giếm không cho bà biết. Vậy thì chắc chắn nó nghĩ không thông rồi. Bà tiến đến dò hỏi. Con viết gì mà giấu giấu giếm giếm thế? Cho mẹ xem nào. Không có gì đâu mẹ. Mẹ vào phòng con có việc gì thế? Bà Minh nhìn Giang rồi nói: Mẹ thấy con ở đây cũng mấy ngày rồi, con nên về bên ấy xem nhà cửa thế nào, chứ đi hết cả ngày, nhà cửa đóng im ỉm mấy ngày cũng không phải việc tốt. Con về làm dâu nhà người ta rồi, cũng không nên hỏi chút là về nhà mẹ ở như thế này. Tại nhà không có ai, ở một mình buồn, nên con muốn về ở với mẹ cho vui mẹ nghĩ xem có người tâm sự hàng ngày lại có mẹ nấu ăn ngon như thế sao con không thể ở đây được chứ xuất giá tòng phu lấy chồng rồi thì phải theo chồng dù có chuyện gì cũng phải chịu đựng chứ mẹ có sống đời với con đâu phải ở bên đó mà lo cho trọn đạo vợ hiền dâu thảo con ạ à. mẹ lúc nào cũng tư tưởng phong kiến lạc hậu con cũng là con gái của mẹ mà Mấy khi con có cơ hội về ăn cơm mẹ nấu thế này." Giang nheo mắt nhìn bà Minh, rồi nở nụ cười tinh quái muốn che giấu đi ánh mắt đượm buồn của mình. Cô vẫn chưa chuẩn bị tư tưởng để nói sự thật cho mẹ nghe. Bà thương con, thấy con vui là bà vui, thấy con buồn bà sẽ thao thức suốt đêm không ngủ vì nghĩ ngợi lo âu. Giang biết tính bà nên cũng không nỡ làm mẹ buồn lòng. Sau đó, Ô xả vào lòng mẹ mà nhõng nhẽo. Bà Minh đưa tay vuốt mái tóc xuân mượt của con gái rồi nói, gớm, lấy chồng rồi còn nhõng nhẽo như trẻ con. Bà trầm ngâm, cúi nhìn con dây lát rồi nói tiếp. Đời người con gái lấy chồng là canh bạc lớn, thắng thì làm vua, thua thì trắng tay. Lấy được chồng tử tế, nhà chồng yêu thương, âu đó cũng là phúc phận lớn ngộ nhỡ gặp phải đứa không ra gì thì cũng xong một đời con gái con có phước nên gặp được thằng hòa nó là đứa tốt tính lại khéo ăn ở công việc đàng hoàng con cố gắng mà chăm sóc chiều chuộng chồng cho tốt bỏ cái tính trẻ con đi suy nghĩ cho thấu đáo mọi việc đừng để sau này già đi nhớ lại rồi ân hận không kịp vâng con biết rồi hôm nay mẹ con triết lý quá đi Bà Minh cười hiền từ. Ừ, thì mẹ cũng tiện miệng nói vậy thôi. Con làm gì thì làm tiếp đi. Mẹ xuống nhà chuẩn bị cơm nước rồi còn đi đón cháu. Nói xong, bà Minh quay người bước đi. Nói chuyện xong với con gái mà tự dưng hai hàng nước mắt của bà cứ dưng dưng như trực trào ra. Còn Giang nhìn theo bóng lưng mẹ mà cô chỉ biết thở dài. Nghe mẹ tâm sự mà lòng cô lại thấy lưỡng lự về quyết định của mình nếu cô bỏ chồng thì người buồn nhất sẽ là mẹ cô chắc chắn bà sẽ không trách mắng gì cô nhưng bà sẽ buồn cho số phận con gái một đời giang dở cô lấy tờ giấy trong ngăn bàn ra đọc lại một chút rồi vò lại bỏ trong hộp rác dưới chân cô nhìn mình trong gương rồi nghĩ ngợi ngày hôm sau giang vẫn đi làm bình thường cô cố gắng tập trung trong công việc để không phải suy nghĩ gì nhiều thế nhưng khi tan làm mọi thứ lại quay trở lại cô không thoát ra được cái cảnh chồng cô đang tay trong tay với người đàn bà khác trên đường về nhà trong đầu cô cứ miên man suy nghĩ cô đi theo thói quen chẳng biết lúc nào xe cô đã dừng trước cổng nhà chồng cô giật mình khi thấy trước mặt mình là nhà chồng bất giác cô định quay đầu nhưng lại nghe tiếng cười nói rộn ràng trong nhà tiếng bà quế cười ha hả cùng với tiếng cười dinh dích của cô gái trẻ giang tò mò chưa bao giờ thấy bà quế vui vẻ như vậy cô đẩy cửa cổng đi vào bà quế và người phụ nữ trẻ đang ngồi nói chuyện ở phòng khách nên đập vào mắt giang luôn không ai khác người phụ nữ kia là nhân tình của chồng cô cô ta tên là quỳnh thấy giang Quỳnh không tỏ chút e dè gì mà lên tiếng. Chẳng phải đây là vợ anh Hòa hay sao? Nghe nói cô về nhà mẹ đẻ rồi, còn sang đây làm gì? Bà Quý được thể cũng lên mặt. Ừ, cái loại gái độc không con. Đã đi rồi còn mò mặt về, không biết xấu hổ à? Quỳnh cũng vênh váo lên nói giọng mỉa mai. Loại đàn bà vừa già vừa xấu như thế mà anh Hòa cũng lấy làm vợ được. Chắc nhà chị ta phải tu ba đời mới gả được con gái vào nhà bác ấy bác nhỉ. Chắc anh Hòa chỉ thương hại cô ta, chứ yêu đương nỗi gì. Giang nghe cái giọng cô ta mà ứ hết gan mẻ. Cô ta có thể nói gì thì nói, chứ lôi cả tổ tiên ba đời nhà cô ra để nói thì không còn gì để lịch sự nữa. Giang liền lao nhanh đến trước mặt cô ta, lấy hết sức bình sinh và thẳng vào mặt người đàn bà trước mặt rồi nói. Thứ đàn bà trơ chẽn, loại trà xanh rẻ tiền đã cướp giật chồng người khác còn mạnh mồm tao cho mày gãy răng bị hứng cú tát trời dáng đau điếng quỳnh tức sôi máu hai mắt long lên sòng sọc nhìn giang cô ta cũng chẳng kém cạnh gì lao thẳng vào giang mà cấu xé giang cũng là người nhanh nhẹn nên cô né ngay sang một bên quỳnh mất đà nên ngã sõng xoài giữa sàn đầu đập vào cạnh tường đau đớn cô ta dẫy đành đạch như địa phải vôi rồi chỉ thẳng vào mặt Giang quát: Cô có giỏi thì đứng yên đi." Giang phủi tay nói: "Ngu gì, đứng cho mày đánh. Vắt mũi còn chưa sạch mà dám động thủ với tôi à? Cô chưa đủ trình đâu." Giang đang đắc chí hả dạ vì cô ta tự làm tự ngã đau điếng mà cô không cần phải ra tay thì một cú tát trời giáng ở đâu vào mặt cô khiến cô đau đớn. Đó là cú đánh của bà Quý. Giang quay ngoắt đầu lại nhìn bà trong uất hận. Mẹ đánh con! Tao không mẹ con gì với mày nữa sắt. Mày đắc chí vì Quỳnh ngã chứ gì? Nói cho mày biết nó bị làm sao thì mày đừng hòng bước vào ngôi nhà này lần nữa. Giang tức sôi máu, cô không nhịn được nữa mà quát thẳng vào mặt bà Quế. Bà nghĩ nhà này còn cái gì cho tôi tiếc nuối? Tôi không thèm. Nhìn mặt bà là tôi phát nôn ra rồi. Thấy Giang lớn tiếng hỗn hào với mình, bà Quế định xông vào đánh cô tiếp. Nhưng Giang đã nhanh như cắt, nắm lấy cổ tay bà, nói Tôi nhịn bà lâu lắm rồi, bà không đủ tư cách để đánh tôi. Chẳng qua lúc nãy tôi không để ý nên mới bị bà đánh. Còn bây giờ, xin lỗi mẹ chồng, bà không đạt được ý nguyện đâu. Nói xong, Giang hắt tay bà Quế ra. Bà ta không hề hấn gì, nhưng lập tức bà ta tự ngã lăn ra đất rồi kêu oai oái, Hòa ở phía ngoài xông vào đỡ mẹ lên, rồi nhìn Giang nói: "Em làm cái gì thế hả? Sao lại đánh mẹ anh thế này?" Thì ra, lúc mẹ chồng nàng dâu đang giằng co, bà Quế thấy Hòa về nhà nên tự ngã ra để ăn vạ, rồi kêu trách con dâu đánh mẹ chồng. Thấy mặt Giang đang tức giận mà mẹ mình thì ngã nhào xuống đất, Quỳnh cũng nằm xoài trên sàn nhà, với cục u to tướng trên đầu có tí máu rỉ ra. Hòa nghĩ Giang ra tay với mẹ và nhân tình của anh ta. Hòa đứng dậy, tát thẳng vào mặt Giang một cái đau điếng, rồi hét vào mặt cô. Cô cút đi, tôi không ngờ cô lại trở nên tàn ác như thế này. Đến mẹ tôi mà cô cũng không nương tay. Giang tức giận ngùn ngụt khi nghe được lời lẽ của chồng như vậy. Anh ta đã mèo mả gà đồng, lại còn lộ rõ gã đàn ông vũ phu, cạn tàu, giáo máng. Giờ đây, cô không còn gì để mà níu kéo nữa cô nhìn thẳng mặt người chồng đều cáng này rồi hét lên: đồ tồi, anh là đồ đều cáng, đồ chơi chẽn, đồ mặt dày, đồ hai lòng. cô vừa hét vừa đấm đá vào người hòa. những ngôn từ gì có thể cô cũng lôi ra hét vào mặt anh ta. nhưng hòa nào có để yên. giang bị anh ta cưỡng chế và hất ra ngoài. lúc này quỳnh đã đứng dậy, khuôn mặt cô ta nhơn nhơn tỏ ra đắc chí. giang vẫn không cam lòng nên muốn hỏi hòa cho ra nhẽ. Cô đứng dậy, lấy lại chút bình tĩnh còn lại, hỏi. Tại sao? Tại sao anh cặp với nó rồi, vẫn tỏ ra tốt với tôi? Hòa lúc này mới lộ rõ bản chất. Anh ta cười gần một cái rồi nói. Tại cô tự đa tình thôi, tôi chỉ cần uốn vài tất lưỡi, vài cử chỉ quan tâm một chút. Cô đã ngoan ngoãn cúp đuôi theo tôi như một con chó rồi. Tôi dại gì bỏ lỡ. Ở bên cô, tôi thấy nhàm chán, không thỏa mãn. Quỳnh mới là người cho tôi tất cả. Cô ấy có cả tình, cả tiền và quyền lực. Tất cả những thứ tôi cần, cô ta đều có. Còn cô, ngoài cho tôi một người vợ hoàn hảo trong mắt thiên hạ ra, thì cô chẳng có gì thỏa mãn tôi hết. Nói đến đây thì Giang mới bắt đầu hiểu rõ tất cả. Cô không còn vương vấn gì căn nhà này nữa. Cô chấp nhận thua trong cuộc hôn nhân này mặc dù cô đã cố gắng để nó hoàn hảo nhất có thể. Yến nói đúng, Hòa không đáng để cô lưu luyến nữa. Ngày tòa xử ly hôn xong, Giang thất thểu ra về, Yến đến đón cô. Còn Hòa, anh tay trong tay với tình nhân, vui vẻ rời khỏi tòa án. Ly hôn xong, Giang không còn lưu luyến gì với chồng cũ nữa, nên cắt đứt mọi liên lạc. Chỉ khoảng một năm sau, cô hay tin anh mất chắc nhiều người sẽ thấy hả hê lắm cho một kẻ bội bạc sẽ cười vào mặt anh ta và nói rằng đáng đời cho kẻ bạc tình thế nhưng giang đã khóc nức nở khi nhận được một lá thư từ tay quỳnh trao cho cô giang em yêu nếu em đọc được bức thư này thì chắc hai đứa mình đã âm dương cách biệt anh không muốn níu kéo em không muốn em phải chịu khổ vì anh nên anh phải làm như vậy anh biết em đã đau khổ lắm trong thời gian qua anh thương lắm vậy nhưng số kiếp anh đoàn anh không muốn em phải nhìn thấy anh vật vã trong bạo bệnh em sẽ ám ảnh mãi sau này vì thế anh muốn chọn giải pháp chia tay để em rời xa anh dù đau một lần nhưng thời gian sẽ làm em ngôi ngoai em sẽ gặp được những người mới thương em hơn anh em đừng nghĩ xấu về quỳnh Cô ấy là người tốt, đã nhiệt tình đóng một vai hoàn chỉnh với anh. Còn kẻ gửi tin nhắn nặc danh cho em, không ai khác là anh. Anh muốn em tin anh là kẻ bội bạc thì sau này em sẽ quên anh nhanh hơn. Xin lỗi vì đã không yêu em, chăm sóc em được đến khi đầu bạc răng long. Hãy sống thật tốt với những gì em xứng đáng được hưởng. Quên anh đi và bắt đầu cuộc sống mới nhé yêu em nhiều lắm, anh hòa. đọc xong nội dung bức thư mà chân giang không đứng vững được nữa, thì ra tất cả chuyện ngoại tình chỉ là vở kịch. quỳnh kể yến, cô bạn thân của cô cũng vô tình là kẻ đẩy thuyền để vở kịch trở nên suôn sẻ hơn. yến cũng có tình cảm với anh hòa, nhưng không được anh đáp lại, nên cô ta tức tối. thấy cuộc sống của hòa và giang hạnh phúc đầm ấm, nên cô ta muốn ăn không được thì đạp đổ hết biết chuyện anh và quỳnh qua lại cô ta muốn đổ thêm dầu và lửa để phá hoại hạnh phúc gia đình cô và anh hòa đã mượn tay cô ta để đẩy tiến độ chia tay nhanh hơn vì anh sợ dây dưa càng lâu anh không đủ sức khỏe để trụ vững được nữa còn quỳnh cô đã thành công trong vai diễn là kẻ thứ ba quỳnh nói chắc chị đã từng ghét tôi lắm tôi biết chẳng ai chính thất lại đi yêu quý trà xanh được nhưng tôi bắt buộc phải diễn thật ăn ý với anh hòa thì chị mới tin được anh ấy yêu chị là thật lòng anh ấy không muốn nhìn chị khổ sở vì anh ấy khi hai vợ chồng anh chị cưới nhau được nửa năm thì anh đi khám và phát hiện mình bị ung thư bác sĩ nói nếu điều trị tích cực thì sống được vài năm nữa còn không điều trị thì chị được chưa đầy một năm tùy vào nghị lực của anh Lúc anh đề nghị em diễn vai này, em không nhận, nhưng anh cứ năn nỉ em. Thấy thương nên em đành đồng ý. Xin lỗi chị, anh ấy định cứ thế đi, không để lại lời nào, nhưng không biết lúc yếu lòng nào đó, em đã thấy anh ấy viết bức thư này rồi đưa cho em. Anh giận em, khi nào anh đi rồi thì mới được đưa cho chị. Em cũng không biết nội dung là như thế nào, nhưng em đoán chắc anh ấy đã rất khổ tâm. Giang đau khổ không biết nói gì thêm. Cô cứ thế khóc nấc lên từng tiếng, cô thầm trách anh, tại sao anh không để cô ở bên cạnh chăm sóc anh những ngày cuối đời? Tại sao anh lại bỏ cô bơ vơ giữa dòng đời này? Cô lại tự trách bản thân đã ngu muội, không phân định được trắng đen, không thấu hiểu được lòng chồng. Thà rằng anh cứ để cô biết anh bị bệnh, để cô được tận tình chăm sóc anh thì lúc này cô không còn cảm giác ăn năn hối hận trách bản thân nhiều như thế đôi khi tình yêu là vậy ai cũng muốn dành những gì tốt nhất cho người mình yêu thương giang ngồi thẫn thờ nhớ lại những ngày tháng đã qua những kỷ niệm ngọt ngào của hai vợ chồng giờ chỉ còn là dĩ vãng để lại trong cô một nỗi đau không thể nguôi ngoai cô biết rằng anh đã hy sinh rất nhiều cho cô giấu kín nỗi đau để cô không phải lo lắng nhưng cô đã không thể ngừng trách mình trách sự vô tâm đã khiến cô không nhận ra sự thật sớm hơn trong lúc suy tư giang cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô quay lại thấy mẹ đứng đó ánh mắt buồn bã nhưng cũng đầy yêu thương con à bà nói giọng trầm ấm đừng tự trách mình nữa chồng con đã lựa chọn cách tốt nhất để bảo vệ con khỏi nỗi đau chúng ta hãy nhớ về nó với những kỷ niệm đẹp và tiếp tục sống vì nó con nhé giang lặng lẽ gật đầu lòng nhẹ đi phần nào cô biết rằng cô phải mạnh mẽ không chỉ vì bản thân mà còn vì những người yêu thương cô và vì anh dù anh đã ra đi tình yêu của anh vẫn luôn hiện diện trong tim cô dẫn lối cho cô vượt qua những khó khăn phía trước cô nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời đã dần sáng lên ánh bình minh bắt đầu chiếu rọi mang theo hy vọng vào một ngày mới giang hít một hơi thật sâu cô cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng và quyết định sẽ sống tiếp không chỉ cho mình mà còn cho anh người đã yêu cô bằng cả trái tim Cảm ơn các bạn đã nghe hết câu chuyện hôm nay trên kênh của chúng tôi. Nếu cảm thấy câu chuyện hay, ý nghĩa thì hãy ấn like và để lại bình luận phía bên dưới nhé. Đừng quên ấn subscribe để không bỏ lỡ những câu chuyện mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Tiếng gà gáy cục ta cục tác khiến Trinh có hơi giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ treo trên tường, Trinh thấy mới hơn 6 giờ cô lại vùi mặt vào chiếc gối và tiếp tục giấc ngủ ngày chủ nhật là một ngày đáng quý với dân văn phòng như trinh cô thỏa thích ngủ nướng và có thời gian cho gia đình cho bản thân dự tính của trinh là vậy nhưng chỉ được một lúc sau cô lại bị đánh thức bởi tiếng cười nói của bọn trẻ con và lần này trinh có cố gắng bao nhiêu cũng không thể ngủ tiếp được ở bên ngoài cánh cửa mẹ con chị thắm và mẹ con chị phượng đến chơi chị thắm nhanh nhầu mồm mép bố mẹ ơi bọn con đến rồi ạ à? từ trong nhà bà lĩnh bước ra với vẻ mặt vui vẻ mấy đứa đến rồi đấy à dạ mà mẹ mua đồ ăn sáng chưa ạ à? lúc nãy mẹ có ghé chợ mua đồ ăn sáng rồi mẹ hầm nồi xương ngon lắm mấy đứa mau vào trong đi chỉ chờ bà lĩnh nói như thế chị thắm chị phượng và mấy đứa nhỏ đi ngay vào trong bếp bà lĩnh còn chưa kịp bày biện đồ ăn sáng xuống chiếc chiếu thì mấy đứa trẻ đã tự tiện dùng tay bốc đồ ăn. Chị Thắm và chị Phượng thấy vậy, nhưng cũng không hề bảo ban con cái không được hỗn hào. Chị Thắm nhìn quanh một lúc rồi hỏi bà Lĩnh. Trinh đi làm rồi à mẹ? Hôm nay là chủ nhật, Trinh nó được nghỉ làm. Thế thím Trinh vẫn chưa chịu dậy để phụ giúp mẹ làm việc nhà à? Thì mấy làm như vậy là không được rồi. Để con vào phòng gọi thím ấy trước mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Còn dâu thì ngủ say xưa, còn mẹ chồng lại phải vất vả lo mọi việc một mình người ngoài mà biết họ lại cười cho. Con đừng làm thế. Chính mẹ đã bảo Trinh cứ ngủ thoải mái đi đấy. Ơ, ờ, sao mẹ lại? Cái Trinh nó đi làm vất vả cả tuần, lại còn chăm sóc cho đứa con nhỏ, để nó nghỉ ngơi thoải mái một ngày cũng là điều đương nhiên. Chị Thắm bĩu môi. Thím Trinh sướng thật đấy. Chứ bọn con dù có là ngày chủ nhật cũng phải lọ bọ thức dậy từ sớm làm việc nhà, vì nếu như không làm thì có ai làm thay cho đâu bà lĩnh chỉ cười khi nghe chị thắm nói vậy. bà nghĩ cô con dâu cả chỉ đang nói đùa nên không đáp lại. chị thắm không hề giấu giếng cảm xúc của mình. chỉ có bà lĩnh là không hiểu về con người thật của chị ấy và coi đó như một lời nói vô hại. trình thì khác, từ lâu cô đã để ý đến thái độ của chị thắm nên cô biết chị ấy đang thật sự nghĩ gì về cô. gia đình bà lĩnh là một gia đình thuộc dạng khá giả ở trong làng yên vinh. Bà Lĩnh kết hôn với ông Sơn và sinh một mạch ba người con trai. Ông bà chỉ có con một bề. Bà Lĩnh từ khi lấy chồng về chủ yếu ở nhà làm nội trợ. Còn chuyện gánh vác kinh tế trong gia đình thì một tay ông Sơn lo. Ông Sơn có hai chiếc xe ô tô chở khách đi tuyến Bắc Nam. Ông và Đức, chồng của Trinh cùng vận hành một chiếc. Chiếc còn lại ông giao cho chồng của chị Thắm và chị Phượng. Nếu nhìn bề ngoài, đại gia đình ông Sơn và bà Lĩnh khá hòa thuận. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Giữa họ đã xảy ra những mâu thuẫn bắt đầu từ khi Trinh và Đức cưới nhau. Chị Thắm và chị Phượng hợp nhau về tính cách và cách sống. Còn Trinh thì không. Trinh rất khó để có thể giữ được mối quan hệ chị em dâu tốt đẹp khi họ khác biệt nhau quá nhiều. Việc Trinh và hai chị dâu xa cách nhau có lẽ bắt đầu từ nghề nghiệp và xuất thân của họ. Chị Thắm và chị Phượng học hết cấp 3 và bắt đầu đi làm công nhân ở mấy công ty trong khu công nghiệp tính từ lúc đó đến bây giờ chắc đã gần chục năm trinh thì lại khác cô tốt nghiệp đại học và đang làm nhân viên bưu điện nhà nước làm việc cho nhà nước đồng nghĩa với việc trình sẽ có một công việc ổn định đảm bảo đến khi hết tuổi lao động cô cũng được mọi người đề cao hơn trình chưa bao giờ có suy nghĩ rằng vì cô được ăn học nhiều hơn làm việc ở một môi trường có vẻ chất lượng hơn thì đồng nghĩa với việc cô hơn người khác và có quyền khinh thường người khác. Cô vẫn rất tôn trọng và cố gắng tạo mối quan hệ tốt đẹp với chị Thắm và chị Phượng từ khi cô mới về làm dâu. Nhưng trái lại, hai người đó lại bơ đẹp cô và thường xuyên móc mỉa cô. Trình vẫn còn nhớ rõ, vào mùa hè năm ngoái, cô đang mang thai bé gạo, còn con của hai chị dâu thì đã đến tuổi đi học. Trình để ý thấy những đứa trẻ ở xung quanh đều đi học thêm khá nhiều, trong khi mấy đứa con của anh chị lại suốt ngày ở nhà chơi, trinh liền tò mò hỏi chị thắm và chị phượng, hai chị không có ý định cho các cháu đi học thêm vào dịp hè này à? em thấy hình như chỉ có mấy đứa trẻ con nhà mình là đang còn ở nhà thôi, còn bọn trẻ con hàng xóm đã đi học từ lâu rồi các chị ạ. À. chị phượng tỏ ra lúng túng, còn chị thắm thì cười đều trinh và đáp lại, ôi giời ơi, học làm gì cho lắm vào, tuổi bọn nó đang là tuổi chơi bời, cứ để cho bọn nó chơi thỏa thích. Đứa nào đã thông minh sẵn thì không cần học cũng giỏi Còn đứa nào đã dốt thì có học bao nhiêu cũng vậy thôi Trình tỏ ra không đồng tình với chị Thắm Em thấy chị nói thế là không đúng đâu Bây giờ việc học thật sự rất là quan trọng Tất nhiên mình không thể bắt con vùi đầu vào học cả ngày Nhưng mà cũng nên cân bằng giữa việc học và chơi Nếu để các con chơi lâu quá Đến khi vào năm học lại khó bắt nhịp với bạn bè Và gặp nhiều bỡ ngỡ chị ạ Con của chị, chị tự biết làm thế nào mới đúng sau này ra đời chẳng ai thèm quan tâm hỏi xem lúc trước học hành thế nào đâu. Người ta chỉ quan tâm mình kiếm được bao nhiêu tiền thôi. Học cho nhiều, tốt nghiệp đại học này kia, bây giờ lương cũng chẳng bằng công nhân. Vừa nói dứt câu, chị Thắm quay sang nhìn chị Phượng rồi cười tủm tỉm. Trình biết rõ chị Thắm đang án chỉ đến cô khi nói ra câu đó. Trình làm công việc văn phòng, giờ làm việc cố định và ít khi tăng ca. Hai chị dâu của cô đã làm ở công ty nhiều năm và còn thường xuyên tăng ca Mức lương của hai chị ấy có tháng lên đến 12 triệu, trong khi lương Trinh là 10 triệu. Tiền quả thực rất quan trọng, nhưng có kiến thức cũng quan trọng không kém. Trinh chưa bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định đi học hay quyết định làm nhân viên bưu điện của cô cả. Còn hai người chị dâu của Trinh, họ bị người ngoài so sánh với Trinh và cảm thấy không vui. Cuối cùng khi biết được mức lương của Trinh, họ lại chê cười vì cô không làm ra nhiều tiền bằng họ. Trình nhận ra họ không chỉ khác nhau về nghề nghiệp hay khác nhau về trình độ học thức mà còn khác nhau cả ở lối suy nghĩ. Cô khó có thể đến gần và thân thiết được với hai người chị dâu. Vợ chồng hai anh chị đã ra ở riêng, còn vợ chồng Trinh thì đang sống chung với bố mẹ. Cả hai ông bà đều là người tốt, nên Trình nghĩ dù cô có không hòa hợp được với hai chị dâu cũng không sao, miễn là cô có thể hòa hợp được với những người sống chung dưới một mái nhà. Thế nhưng hồi đó trinh đã nhầm bởi cô mới về làm dâu chưa được bao lâu và chưa hiểu rõ nếp sống nếp sinh hoạt của gia đình nhà chồng bây giờ cô đã về nhà chồng được hơn một năm cô đã quen thuộc hay nói chính xác hơn là ngán ngẩm với cách sống của hai chị dâu ngày trinh mới về làm dâu vợ chồng hai anh trai cùng các con thường đến nhà ăn uống trinh tưởng rằng vì trong nhà có con dâu mới nên mọi người cố gắng sắp xếp thời gian ăn cơm cùng nhau để gắn kết tình cảm nào ngờ hết một tháng đầu tiên đến những tháng tiếp theo gia đình anh chị vẫn kéo nhau đến ăn cơm mùa hè cũng như mùa đông ngày nắng cũng như ngày mưa ngày chủ nhật cũng như ngày trong tuần ba anh em và ông sơn bận bịu với công việc chạy xe nên một tuần chỉ về nhà một đến hai lần ở nhà chỉ còn đàn bà và trẻ nhỏ chị thắm và chị phượng đi làm công ty buổi sáng hai người họ gửi con sang bà lĩnh và nhờ bà cho các cháu ăn sáng buổi trưa hai người họ không về nhà mà ở lại công ty ăn trưa nên bà lĩnh cũng kiêm luôn nấu nướng phục vụ cơm trưa cho bọn nhỏ trình cũng đi làm nên trình biết buổi sáng dậy rất khó sắp xếp để vừa lo cho con cái và vừa đi làm đúng giờ nếu một mình đảm nhiệm cả hai việc đó thường rất cập dập về thời gian thế nên họ muốn nhờ bà lĩnh giúp đỡ cũng là việc dễ hiểu trình hoàn toàn không có ý kiến thế nhưng buổi chiều về thì lại khác hai chị ấy cũng không chịu nấu nướng cơm nước và tiếp tục ỉ lại vào bà lĩnh bà lĩnh không phải chỉ nấu cơm cho cháu mà còn nấu cả cơm cho con dâu từ ngày này qua ngày khác tính tình bà lĩnh vốn rất hiền lành nhạy nhàng bà luôn tâm niệm giúp được con cái bao nhiêu thì bà sẽ cố hết sức bấy nhiêu chị thắm và chị phượng thì vẫn tiếp tục lợi dụng điều đó và trốn tránh những công việc nhà đáng lẽ hai chị ấy sẽ phải làm khi đã có gia đình và ra ở riêng trở lại với thực tại sau khi nghe chị thắm nói những lời không hay về mình Trình quyết định thức dậy Và ra chào hỏi mọi người Em chào cả nhà Mọi người đến chơi sớm thế ạ Ngay Trình nói thế Chị Thắm liền đáp lại Sao em không ngủ thêm chút nữa Chả mấy khi được nghỉ ngơi ở nhà Em không cần phải thấy ngại với bọn chị đâu Lúc không có mặt Trinh Chị Thắm nói chuyện kiểu khác Nhưng có mặt Trinh Chị ấy liền thay đổi thái độ Trình cười nhạt và trả lời Dạ do hơi ồn ào nên em không ngủ được Bé gạo cũng thức giấc Em dạy cho bé ăn sữa luôn chị ạ à. Mọi người nói chuyện ở đây rất nhỏ nhẹ Mà em cũng nghe được cơ đấy Cho bọn chị xin lỗi nhé Dạ vâng, mọi người cứ ăn sáng tự nhiên đi ạ à. Có mặt Trinh ở đó Chị Thắm liền bớt nói những lời khó nghe lại Chị Thắm là kiểu người giỏi nịnh hót Có thể sau lưng chị ấy sẽ nói xấu ai đó Nhưng trước mặt chị ấy sẽ vẫn thể hiện thái độ ngọt nhạt Chị ấy có ghét ai cũng chỉ nói móc mỉa Chứ không trực tiếp chửi rủa Trinh thì lại khác, tính cô vốn chất thẳng. Cô là người thường có gì sẽ nói đó. Cô không ngại nói việc cô mất giấc ngủ ngày Chủ nhật là do mọi người làm ồn. Và chính thái độ thẳng thắn đó của Trinh lại càng khiến cho Thắm không ưa Trinh. Sau khi ăn sáng xong, chị Thắm nảy ra ý kiến. Cả tuần làm việc vất vả, hay là hôm nay gia đình mình đi ăn uống sang chảnh một chút nhỉ? Trời nắng thế này, ăn hải sản là nhất thôi, Mấy đứa trẻ hò hét khi nghe thấy sắp được đi ăn hải sản. Chị Phượng hỏi lại chị Thắm. Thế mình đi biển chơi luôn hả chị? Mùa này mà đi biển ăn hải sản thì người ta chém giá ghê lắm. Theo chị nghĩ thì tốt nhất nhà mình cứ mua về nhà rồi nấu lên ăn. Như thế vừa ngon mà vừa rẻ. Quả đúng là chị Thắm lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo. Mẹ có thấy vậy không ạ? Nếu các con muốn thì chiều nay nhà mình mua đồ hải sản về rồi tự nấu. Ai xung phong đi chợ ở đây? Thấy bà Lĩnh nhắc đến chuyến đi chợ, chị Thắm liền quay sang đá lông nheo với chị Phượng rồi trả lời bà Lĩnh. Chiều nay, con với Phượng định tranh thủ đi chợ trung tâm mua cho bọn nhỏ ít quần áo và sắm xanh ít đồ đạc trong nhà. Mẹ chịu khó đi chợ mua hải sản được không? Chứ con sợ hai chị em con mua nhiều thứ rồi lại quên mất. Mà có khi cũng không đủ thời gian ấy chứ. Trình đã quá quen với kiểu viện lý do của chị Thắm. Cô liền hỏi vặn lại. Nếu chiều nay hai chị có ý định đi chợ thì lại quá tiện đường ghé vào mua hải sản luôn ấy chứ. Hai chị chỉ cần đi sớm hơn một chút là được mà. Mua hải sản cũng đâu có tốn nhiều thời gian đến như vậy. Còn nếu hai chị quên thì có em đây, em sẽ gọi điện cho hai chị. Ở trong chợ trung tâm cũng có hải sản nhưng mà giá vừa đắt lại không tươi ngon bằng hải sản ở chợ thị trấn mình. Mình đã ăn thì phải ăn cho ngon, chứ đã mất tiền mà còn ăn phải đồ không ngon thì phí lắm. Dù gì thì mẹ ở nhà cũng không làm gì, để mẹ đi cũng đâu có sao, thế còn tiền năng thì sao ạ? À? Chị thắm hỏi lại Trinh. Tiền năng gì ở đây em? Khoản tiền năng mua đồ ăn đồ uống, em nghĩ nên nói cho rõ ràng. Ăn đồ hải sản nhà mình đông người thế này kiểu gì cũng phải lên đến tiền triệu. Ba chị em mình mỗi người đóng góp một ít tiền rồi nhờ mẹ đi chợ, em thấy như vậy hợp lý hơn. Em cứ hay nói quá, nhà mình có ba người lớn, còn lại là trẻ con, mẹ thì già rồi. Phượng và chị lại đang giảm cân. Mấy đứa nhỏ cũng chẳng ăn được bao nhiêu thì làm gì tốn đến tiền triệu. Nhưng nếu em cảm thấy quan trọng chuyện tiền bạc đến như vậy thì chiều bọn chị sẽ mang tiền sang cho mẹ đi chợ. Em thấy được chưa? Dạ được ạ. Trước sự thẳng thắn và quyết liệt của Trinh, chị Thắm và chị Phượng đồng ý sẽ đóng góp tiền mua đồ ăn. Trinh đã muốn nói điều này từ rất lâu trước đây nhưng hôm nay cô mới có cơ hội. Mỗi lần hai bà chị dâu dẫn con đến ăn cơm họ chưa bao giờ tự giác mở miệng đóng góp tiền ăn. Nếu ăn một hai bữa thì Trinh chẳng tính làm gì. Đằng này ngày nào cả mẹ lẫn con đều ăn từ sáng đến trưa lẫn tối. Vậy mà không đả động gì đến chuyện tiền nong. Số tiền Trinh trích ra đưa cho bà Lĩnh đi chợ. Dĩ nhiên không thể nào đủ cho cả mẹ con cô và cả hai gia đình của chị dâu. Vì vậy nếu như hai chị ấy không bỏ tiền vào thì bà Lĩnh là người phải làm điều đó. Tính ra một tháng, bà phải chi thêm tầm 10 triệu tiền ăn uống. Hai chị ấy luôn khoai khoang rằng mình làm ra được nhiều tiền, chồng cũng làm ra được nhiều tiền, nhưng lại không muốn bỏ ra một đồng, mà chỉ muốn luôn được nhận không từ người khác. Giả sử như ngày hôm nay, Trình không nói ra thì chắc chắn bọn họ cũng không tự giác góp tiền. Trình biết họ đã ghét Trinh rồi, nên dù có nói ra và bị họ ghét thêm, Trình cũng không sợ. Điều cô muốn là dạy cho hai bà chị ấy cách cư xử đúng đắn. Ăn cơm chưa xong, chị Thắm và chị Phượng dẫn con ra về. Chị Phượng hỏi nhỏ Thắm. Thế chiều hai chị em mình mỗi người góp bao nhiêu tiền được hả chị? Chị Thắm nhăn mặt nhìn chị Phượng. Góp cái gì mà góp? Lúc đó tại con Trinh nó làm căng quá nên tao mới hứa bừa vậy thôi. Bà già con chưa nói gì, vậy mà nó đã dám vênh mặt lên với tao và mày. Con đó nhìn thế mà ghê gớm đấy. Lỡ như mình không góp tiền vào, con Trinh nó lại nhắc thêm lần nữa thì quê lắm. Mày yên tâm, tao đã nghĩ ra cách rồi, Chị Thắm cười nhếch môi một cái Còn chị Phượng vẫn tỏ ra ngờ ngạch Chị Phượng là kiểu người dễ bị người khác xúi dục Nếu ở cùng người xấu Thì chị ấy sẽ trở thành người xấu Còn nếu ở cùng người tốt Thì chị ấy cũng sẽ cố gắng Để tỏ ra mình là một người tốt Nói thẳng ra thì chị Phượng là người không có chính kiến Thấy gió thổi chiều nào Thì chị ấy sẽ xuôi theo chiều đó Trong mắt của chị Phượng bây giờ Chị Thắm đang là con dâu cả Và là người có quyền lực trong nhà nên chị Phượng hoàn toàn nghe theo lời của chị Thắm. Chính vì thế mà chị Thắm không nhận ra mình đã sai và cư xử ngày càng tệ hại hơn. Loài hoài một lúc thì đã đến xế chiều. Trình đang bế bé gạo thì bà lĩnh bước vào phòng. Mẹ đang nấu cháo cho gạo ở trên bếp. Con để ý một tí nhé. Mẹ chạy loáng ra chợ mua ít hải sản. Dạ, thế hai chị đã ghé sang đây đưa tiền cho mẹ chưa? Chắc là chúng nó lại mải mê đi chợ sắm xanh mà quên mất đấy vậy thì lát nữa nếu hai chị ấy sang đây mẹ phải nhắc hai chị ấy đấy mẹ mà không nói hai chị ấy lại cứ ỉ lại vào mẹ ừ mẹ biết rồi thế mẹ đi luôn đã nhé nói rồi bà lĩnh ngồi lên chiếc xe máy cũ rồi đi thẳng ra chợ trình ôm con xuống bếp canh nồi cháo nhìn nhà cửa bừa bộn cô lại không chịu được cô đặt con nằm trên võng rồi lao vào dọn dẹp khi trinh vừa xong xuôi mọi việc thì bà lĩnh cũng đã đi chợ về trình há hốc mồm khi thấy tưởng túi ni lông lớn mà bà đang sách trên tay, Trinh vội vàng chạy ra đỡ giúp bà. Mẹ mua gì mà nhiều thế này? Hôm nay ngoài chợ toàn đồ ngon, mẹ cứ mua một lúc rồi thành ra thế này đây. Trinh mở ra thì bên trong có cả ghẹ, mực, tôm, hàu, rồi còn có cả cá. Trinh hỏi bà lĩnh. Mẹ mua từng này hết bao nhiêu tiền vậy? Hình như đâu đó gần một triệu rưỡi thì phải. Có nhiều quá không con? Trinh liền đưa cho bà lĩnh một triệu bà vội vàng từ chối mấy hôm trước con mới đưa cho mẹ 5 triệu mua đồ ăn mẹ vẫn còn tiền đây mà mẹ cứ cầm đi ạ thôi không được đâu để lát mẹ lấy tiền từ chỗ cái thắm với cái phượng còn con cứ giữ tiền đó đi bà lĩnh liên tục xua tay bà đi ra phía sau nhà và bắt đầu soạn sửa trình tranh thủ du con ngủ rồi ra phụ giúp với bà hai mẹ con vừa chuẩn bị vừa trò chuyện tuy có mệt nhưng cũng đã đỡ hơn rất nhiều so với việc phải làm một mình mặt trời dần dần khoát xa bóng tối dần bao phủ nhưng hai chị dâu của trinh thì vẫn chưa đến bà lĩnh đã cất công đi chợ nếu họ có ý tứ cũng nên đến phụ giúp bà đằng này họ vẫn trốn biệt tâm trinh và bà lĩnh đã nấu nướng xong và chỉ còn việc duy nhất là bày các món ăn lên mâm thế mà đến tận lúc đó thì hai bà chị mới xuất hiện như thường lệ chị thắm lại vẽ ra lý do Bọn con đi chợ về muộn quá lại còn phải tắm rửa cho mấy đứa nhỏ nên bây giờ mới sang được. Mẹ thông cảm cho bọn con nhé. Ừ, hai đứa mau lên, bê đồ ăn ra, tất cả xong xuôi rồi đấy. Chị Thắm và chị Phượng nói chuyện liên tục để lấy lòng bà Lĩnh. Thấy Trinh bước ra từ nhà tắm, chị Thắm lại trách móc Trinh mấy câu. Thím Trinh làm gì cả ngày mà mãi bây giờ mới đi tắm thế? Thím nhìn mẹ đi này, mẹ vẫn đang mặc nguyên bộ đồ từ lúc sáng đây. Mẹ đã phải đi chợ đứng bếp thím chỉ có mỗi việc bế con bé gạo đáng ra thím phải nhường cho mẹ tắm rửa sạch sẽ trước chứ nghe chị thắm nói vậy mà trinh nóng cả mặt trinh định cãi lại ngay thì bà lĩnh lên tiếng bênh vực trinh cái trinh nó còn vất vả hơn mẹ đấy con ạ à. mấy đồ hải sản này này mẹ chưa bao giờ tự nấu nên cái trinh nó đảm nhiệm hết mẹ chỉ phụ trinh sửa soạn thôi chị thắm cứng họng một vài giây nhưng rồi lại tiếp tục đong đưa cái lưỡi vậy hả mẹ tại con thương mẹ nên nhất thời lỡ miệng ấy mà Chị xin lỗi thím Trinh nhé Thím không để bụng chị đấy chứ Dạ không sao Em quen rồi Nếu em mà để bụng chị thì chắc là bụng em Nó sẽ to lên như bụng bầu 8 tháng mất Chị Thắm cố gượng cười Dù bị Trinh nói hay móc mỉa Giống như cách mà chị vẫn hay làm Để trả đũa Trinh Trước khi ngồi vào bàn ăn Chị Thắm liên tục chê bài các món ăn mà Trinh nấu Món thì chị chê mặn Món chị lại chê nhạt Món thì chị lại bảo là nấu chưa đúng vị cứ mỗi lần chị thắm mở miệng chê bai bà lĩnh liền nói lại ngay. Mẹ thấy món nào cũng ngon, tuy mình làm không được như đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng mà như thế này là quá tuyệt vời rồi con ạ. Có phải là mỗi mình con chê đô mẹ? Mẹ thử hỏi thím Phượng xem. Bà lĩnh và chị thắm cùng quay sang nhìn chị Phượng. Chị Phượng đang ăn rất ngon lành mà không để ý đến bầu không khí xung quanh. Bà lĩnh bật cười. Nhìn cái Phượng đang ăn ngon lành như thế, thì cần gì phải hỏi nữa. Con à. Người khác đã nấu cho mình ăn thì dù có ngon hay không, mình cũng nên ăn với lòng biết ơn con ạ. À. Dạ vâng, con cũng chỉ nói thế thôi, chứ không có ác ý gì đâu. Mẹ đừng nghĩ nhiều mà tội nghiệp con. Chị Thắm khoác tay bà Lĩnh và tỏ ra nũng nịu. Bà Lĩnh cũng thôi không nhắc lại chuyện đó. Nhìn cách cư xử của chị Thắm, Trinh thật sự không mê nổi. Chỉ khoảng 30 phút sau thì tất cả mọi người đã ăn xong. Chỉ còn bà Lĩnh vẫn đang ăn giờ bát canh Chị Thắm cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó. Thật trùng hợp khi mà ngay lúc đó, từ điện thoại của chị Phượng, tiếng tin nhắn cũng vang lên. Chị Phượng liền đứng dậy. Ôi thôi chết, chứ gì mà đã gần 8 giờ rồi cơ à. Hôm trước cô giáo của hai đứa nhà con có ra bài tập về nhà mà chúng nó còn chưa làm xong. Chăng con phải về luôn đây để bài học cho chúng nó mẹ ạ. À? Chị Thắm thì sao? Mấy đứa nhà chị đã làm xong bài tập chưa? Em nhắc chị mới nhớ, hai thằng nhà chị cũng chưa làm xong bài tập trên lớp nữa bọn con phải về luôn đây mẹ ơi con bé nhà Thím Trinh chưa đến tuổi đi học nhờ Thím dọn dẹp rửa bát đũa hộ bọn chị với nhá Trinh còn chưa kịp từ chối thì chị Thắm đã nạt nộ mấy đứa trẻ khiến cho xung quanh ẩm ý cô có muốn lên tiếng cũng không ai nghe cứ thế chị Thắm và chị Phượng dẫn mấy đứa nhỏ ra về và để lại một bãi chiến trường cho Trinh Trinh thở dài khi nhìn xuống đống bát đũa đống đồ ăn rơi vãi và cả những chiếc nồi khi nấu xong còn chưa kịp rửa không còn gì hơn ngoài hai chữ tuổi thân. Trình nuốt ngược nước mắt rồi cứ thế lặng lặng dọn dẹp. Bà Lĩnh cũng phụ giúp cô một tay. Phải hơn 30 phút sau, Trình và bà Lĩnh mới có thể dọn dẹp xong. Trình chợt nhớ ra và hỏi bà Lĩnh, "Lúc nãy hai chị ấy đã đưa tiền cho mẹ rồi đúng không?" "À, hai đứa nó bảo lúc chiều đi chợ đã tiêu hết tiền rồi, giờ trong ví mỗi đứa chỉ còn đúng 100 ngàn, chúng nó bảo khi nào có lương sẽ đưa cho mẹ." coi như là chúng nợ mẹ trinh lại khẽ thở dài khi nghe lý do đó thành thực trinh không thể nào tin là hai chị ấy lại không đủ tiền để đưa cho bà lĩnh khi mà họ gần như chỉ mất tiền điện và tiền học cho con cái còn lại họ đã nhờ cả vào bà lĩnh chỉ vì bà lĩnh quá tin tưởng hai người họ nên mới dễ dàng để họ lừa như vậy trinh lại dặn dò bà mẹ nhớ phải đòi nợ hai chị ấy nếu không hai chị ấy lại quên đấy bà lĩnh cười hiền hậu rồi gật đầu trình tắt chiếc bóng điện nơi căn bếp nhỏ và trở về phòng với bé gạo vậy là ngày chủ nhật mà cô nghĩ rằng sẽ được nghỉ ngơi thoải mái đúng nghĩa cuối cùng lại trở thành ngày khiến cho bản thân cô bị hành hạ thân xác nhiều hơn cả lúc đi làm người ta luôn nói rằng người trong nhà với nhau cần thường xuyên gặp gỡ ăn uống chung để tăng thêm tình cảm nhưng trình nghĩ có những chuyện cần sự thống nhất rõ ràng thì đôi bên mới có thể thoải mái với nhau khi làm vậy. Ví dụ như chuyện tiền năm khi ăn uống chung nên được chia đều, hoặc là hôm người này bỏ tiền ra thì hôm sau đến lượt người kia. Đã ăn chung thì cũng nên cùng nhau chuẩn bị hoặc là cùng nhau dọn dẹp. Trinh là phần em út, cô có thẳng tính đến bao nhiêu cũng chỉ dừng ở mức độ nhắc nhở chứ không thể chửi bới hay là chỉ trích bởi họ là bề trên của cô. Chuyện tiền bạc khi ăn uống chung Trinh đã không hài lòng nhưng dù sao thì bà Lĩnh và ông Sơn mới là người trực tiếp bỏ tiền ra cho gia đình hai chị. Cô chỉ được phép ý kiến đến như thế. Còn chuyện dọn dẹp thì Trinh không thể xem nhẹ. Ngày Chủ nhật đã như thế, nhưng ngày bình thường cũng không khá khẩm hơn. Mấy mẹ con chị Thắm và chị Phượng cứ ăn xong lại lấy lý do phải về nhà để dạy con học và trốn tránh việc rửa bát, dọn dẹp. Có hôm, bọn nó ăn xong sớm thì cũng đã hơn 8 giờ, còn hôm nào bọn nó vừa ăn vừa trêu nhau thì cũng phải hơn 9 giờ mới xong. Cả một ngày dài Trinh đã thấm mệt vì phải làm việc với nhiều khách hàng. Chạy đi chạy lại giải quyết công việc. Nên tối đến về nhà, bạn bè có rủ đi chơi cô cũng từ chối. Cô chỉ muốn ăn uống nhanh chóng rồi lên giường nghỉ ngơi. Hoặc nếu có thời gian thì đi bộ một vòng cho xương khớp được hoạt động. Những điều mà Trinh dự định làm đều không thể làm được. Rốt cuộc cũng chỉ vì chuyện dọn dẹp. Ngày hôm nay cũng như vậy, Trinh nhìn đồng hồ thấy đã gần 9 giờ. Hai chị dâu của cô lại bắt đầu nháy mắt với nhau. Chị thắm liền dở trò. Gần 9 giờ mất rồi, mấy đứa mau ra rửa tay rồi về thôi. Chị thắm lại quay sang nhìn Trinh rồi cười. Thím Trinh chịu khó tí nhá, bọn chị phải về cho mấy đứa nhỏ học hành rồi còn ngủ nghỉ, chứ không là không kịp. Trinh nhìn chị thắm rồi hỏi một câu. Em thấy chị không nên lấy lý do đó nữa đâu. Suốt mấy tháng nay, ngày nào em cũng thấy chị lấy lý do đó rồi. Chị thắm nhăn mặt nhìn Trinh. Em nói lý do là lý do gì ở đây? Bọn chị đúng là phải kèm cặp cho con học nên bọn chị mới nhờ em một chút chứ có phải là bọn chị bịa ra mọi việc không có thật rồi dồn việc cho em làm đâu. Người chung một nhà với nhau, em thấy thiệt thòi khi giúp đỡ bọn chị đến thế cơ à? Không phải chỉ các chị mới có công việc đâu, mà em cũng có công việc đấy chị ạ. À. Em nói xem em có việc gì nào, cái gạo nó là đứa con nít ngoan nhất cái làng này, nó cứ ăn no, tự chơi rồi lại tự ngủ, em có phải chăm sóc nó mấy đâu. Chị đã từng nuôi một đứa con, chị nghĩ nếu con không quấy khóc thì em sẽ khỏe khoắn hoàn toàn à? Chắc dù có như vậy đi chăng nữa thì em cũng có những điều riêng cần phải làm cho cuộc sống của em. Em cần được nghỉ ngơi, cũng cần được tập thể dục thể thao, nhưng vì phải dọn dẹp cho hai chị mà em không còn đủ thời gian để làm những việc đó nữa. Có ai không cho thím nghỉ ngơi đâu, thím cứ nói quá lên giống như kiểu rửa xong từ này bắt đũa thì trời sáng luôn ấy nhỉ? Vâng, em thực sự thấy như vậy đấy chị ạ. À. Vậy nên từ nay nếu nhà mình vẫn tiếp tục ăn uống chung như thế này Thì hai chị hãy ở lại dọn dẹp xong rồi hãng về Chị Thắm lại quay sang Nhìn bà lĩnh rồi chỉ trích Trinh Mẹ xem Thím Trinh tỉ nạnh với bọn con kìa Cả gia đình mình ăn uống đơn giản Bát đũa cũng chỉ có vài cái Mà thím ấy cứ làm như kiểu một mình thím ấy Phải gánh vác việc gì to lớn lắm ấy Anh chị em trong nhà là phải đùm bọc lẫn nhau Nhưng mà nếu thím Trinh cư xử như thế này Thì lỡ sau này vợ chồng thím ấy Có xa cờ lỡ bước còn nghĩ con không thể vui vẻ mà giúp vợ chồng thì mấy được đâu ạ. Bà Lĩnh nhìn Trinh rồi nhìn sang chị Thắm và chị Phượng. Bà chỉ thở dài. Chuyện này tính ra cũng không phải là chuyện to tát gì cho lắm. Nhưng nếu không thống nhất được với nhau từ đầu thì cũng dễ tích tụ những hiểm khích không đáng có. Một phần cũng do mẹ không nhìn nhận được mọi chuyện ở nhiều phía. Mẹ nghĩ hai đứa bận bịu chăm sóc nhà cửa, lo lắng chuyện học hành cho con cái mà quên mất cái trinh nó cũng cần phải lo cuộc sống cho nó. Từ nay, hai đứa dáng ở lại thêm một chút, dọn dẹp bát đũa ở nhà cửa. Một người làm thì lâu, chứ ba người cùng làm với nhau thì nhanh hơn nhiều đấy. Mấy đứa không có quyền được ý kiến thêm nữa, mãi làm theo những gì mẹ nói. Mấy đứa hiểu rồi chứ. Lần đầu tiên Trinh thấy bà Lĩnh tỏ ra quyết đoán như vậy, và hai chị dâu của cô cũng không còn cách nào khác ngoài nghe theo cô, mặc dù họ không bằng mặt và cũng chẳng bằng lòng trinh chưa bao giờ than thở việc dọn dẹp mệt nhọc với bà lĩnh vì trinh biết bà còn phải làm nhiều việc hơn cô thế nhưng với chị thắm và chị phượng những người chỉ trực chờ người khác im lặng để họ được lợi trinh quyết tâm phải nói ra để hai người họ sống có trách nhiệm hơn với những gì họ đang có và đang được nhận từ sau hôm đó mỗi khi ăn xong chị thắm và chị phượng không dám đi về trước mà im lặng ở lại dọn dẹp đối với người khác thì đó là chuyện đương nhiên nên làm nhưng đối với hai chị dâu của trinh thì đó lại là một sự đánh đổi lớn lao nếu như họ chống lại lời của bà lĩnh vừa làm mất lòng bà và tệ hơn bà sẽ có thể không giúp họ chăm con còn nếu như họ nghe lời bà thì họ sẽ chỉ hơi mất mặt một chút khi phải thua trinh và mất thêm ít thời gian nghỉ ngơi chị thắm là một người rất tính toán chị ấy biết cái gì nên làm để đảm bảo mình được hưởng lợi nhiều nhất nên chị ấy đã chịu khuất phục lần này. Ánh mắt chị Thắm bây giờ khi nhìn Trinh đã không còn nửa lấp lánh, nửa dao găm mà đã chuyển hoàn toàn sang hình viên đạn. Trinh thì vẫn mặc kệ, bản thân cô không làm gì sai. Cô cũng thấy cô không nhất thiết phải lấy lòng chị Thắm hay chị Phượng. Trinh vẫn hiên ngang khi đối mặt với hai người bọn họ. Những ngày tháng tám yên bình trong chuỗi ngày làm dâu của Trinh chưa tồn tại được bao lâu, thì lại đến những chuyện khác diễn ra, khiến Trinh đau đầu cứ chiều chiều đến mấy đứa con của chị thắm và chị phượng lại tập trung sang nhà bà lĩnh chơi và chờ đợi đến giờ cơm trưa trước đây bọn nhỏ thường tự tắm rửa ở nhà rồi mới sang nhà bà lĩnh ăn cơm nhưng mấy hôm nay chị thắm và chị phượng đã dặn các con đi sang nhà ông bà tắm rửa luôn vì như thế vừa tiết kiệm được nước mà hai chị ấy cũng đỡ được khoản giặt đồ áo cho các con chuyện sẽ chẳng có gì nếu như bọn trẻ ngoan ngoãn thế nhưng đằng này chúng lại cực kỳ hư gia đình đông người sử dụng nước nên cứ mỗi tháng bà lĩnh phải mua nước máy đến hai lần. vậy mà mấy đứa cháu nội mỗi lần tắm lại đùa nghịch đến gần một tiếng đồng hồ. bọn nhỏ cứ xả vào nước liên tục trong khi không dùng đến. đã nhiều lần trinh nhìn thấy bà nhắc nhở chúng, khi nhắc nhở không được thì trinh có quát chúng. thế là chúng lại về mắt với mẹ. chị phượng biết chuyện đầu tiên nhưng chẳng dám lên tiếng. chị phượng kể lại cho chị thắm. ngày vậy chị thắm nóng mặt lắm. chị ta đùng đùng quát lên cái con nhỏ đó đúng là biết cách chọc giận người khác mà, chuyện gì nó cũng lôi ra bắt bẻ cho được. Chuyện gì nó cũng tự cho mình là đúng. Lần này đúng là không thể bỏ qua cho nó được nữa. Chắc là nó nghĩ nó được bà già chống lưng mấy lần nên không coi các chị ra gì. Đi, chúng ta đi sang đó luôn. Bây giờ mẹ cũng đang có mặt ở nhà, em chỉ sợ mẹ lại lên tiếng bênh vực nó tiếp thôi. Mình có làm gì sai đâu mà phải sợ. Nhân chuyện này cũng phải cho bà Lĩnh biết, bọn mình không vừa chị thắm đem theo cơn tức giận và phóng xe sang ngay nhà bà lĩnh chị phượng ngồi đằng sau có chút run sợ khi đến nơi cả hai người đều đang mặc nguyên bộ đồng phục của công ty bà lĩnh thấy thế liền tò mò hỏi hai đứa chưa tắm rửa gì mà đã qua đây liền à mẹ còn chưa nấu cơm xong hai đứa cứ tranh thủ về tắm rửa trước đi chị thắm chừng mắt lên thím trình đâu rồi hả mẹ trình nó đang dọn dẹp ở phía đằng sau sao thế con chị thắm bước thật nhanh ra phía nhà tắm đúng lúc đó chị chứng kiến cảnh tượng trinh đang đánh mấy đứa nhỏ chị ta nổi điên lên và xông vào đẩy ngã trinh nền nhà tắm rất trơn trinh ngã nhào xuống và đập đầu vào bờ tường cú va chạm đó khiến trinh vô cùng choáng váng chị phượng cũng hoảng hốt không kém còn chị thắm thì chạy đến và lôi hai đứa con ra ngoài chị ta liên tục hỏi mấy đứa con xem có bị làm sao không bọn nhỏ lại chớp được cơ hội và khóc réo lên trinh cố gắng đứng dậy đầu cô đau như búa bổ. Cô nhìn chị Thắm với ánh mắt ngờ vực. Vừa rồi là chị cố tình để ngã em hay là chị lỡ tay? Tao cố tình để ngã mày đấy. Sao? Mày có định trả thù tao không? Tại sao chị lại làm như vậy? Cái này mày còn phải hỏi à? Mày nên hỏi lại bản thân mày xem đã làm gì con tao trước chứ? Con tao do tao đẻ ra mà tao còn chưa dám một lần ra tay với nó. Thế mà mày lại dám đánh nó à? Tao chỉ mới nghe kể lại nên còn bán tín bán nghi nào ngờ sang đến đây tao lại thấy tận mắt mày đánh con tao ngay trong nhà tắm. Nếu tao không đánh mày thì mày sẽ đánh con tao đến chết luôn đấy nhỉ. Có lẽ vì chị không dám đánh con mà hết mực cưng chiều nên mấy đứa nhà chị mới hư hỏng như thế. Mày nói cái gì cơ? Còn chị ngày nào cũng sang đây chơi phá cả trưa không cho ai ngủ nghỉ. Hàng xóm họ đã nhiều lần than phiền. Đồ chơi bọn nó chơi được nhưng mà không chịu dọn dẹp. Chân thì lúc nào cũng đi chân trần chạy ngoài sân ngoài ngõ rồi lại leo lên giường. Chưa hết đâu chị ạ. Mấy đứa con chị ngày nào cũng tắm gần tiếng đồng hồ. Đáng ra mỗi tháng cả nhà chỉ dùng hết hai thùng nước thôi, nhưng tháng này đã phải mua đến thùng thứ ba rồi. Không ai cấm bọn trẻ sang đây, cũng không ai cấm bọn trẻ chơi bời, nhưng bọn trẻ phải ngoan ngoãn, phải nghe lời. Đằng này bọn nó rất nghịch ngợm, ai nói cũng không chịu nghe. Cho dù là như thế này thì mày cũng không được đánh đòn con tao, lỡ như con tao có chuyện gì, mày có chịu được trách nhiệm không? Chỉ riêng những điều em vừa kể, em nghĩ cũng đã đủ để dùng đến đòn roi và răn đe bọn trẻ rồi nhưng chị biết hôm nay con của chị và chị phượng đã làm cái gì không khi em ra nhà tắm thấy bọn nhỏ đang tắm xong nhưng vẫn mở nước nghịch ngợm em có nhắc nhở bọn chúng thì chúng lấy từ đâu ra một chiếc súng nước bọn nhỏ bắn thẳng vào mặt em chị biết điều gì còn ghê gớm hơn không mấy đứa con chị bỏ nước mắm vào đấy và bắn em em dù sao cũng là thím mà bọn nhỏ dám làm như vậy sao em có thể không tức giận được cho dù như vậy em cũng chỉ đánh bọn chúng rất nhẹ thế mà chị lại không hỏi cho rõ ràng xem đã có chuyện gì cứ thế chị xô ngã em Bây giờ cho em hỏi lại chị Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì chị có chịu trách nhiệm được không? Giỏi lắm thì tao đưa mày đi bệnh viện Mày muốn ăn vạ tao đến thế cơ à? Cuộc cãi nhau giữa hai người họ vẫn chưa có hồi kết Thì bà lĩnh nghe thấy tiếng ồn nào Bà đi ra và ngơ ngác hỏi mấy nàng dâu Có chuyện gì đang xảy ra đây? Mạnh miệng lên tiếng chửi bới Và còn đẩy ngã trinh Nhưng khi nghe trình thuật lại mọi chuyện Chị Thắm nhìn thấy kết cục, bà Lĩnh sẽ đứng về phía Trinh chị ta liền trở mặt. Không có chuyện gì đâu mẹ ạ. Nói xong chị Thắm lập tức chở con ra về. Chị Phượng cũng tái mét mặt mày và đi về sau chị Thắm. Bữa cơm được soạn ra với biết bao nhiêu món cho 8 người ăn. Cuối cùng lại chỉ còn bà Lĩnh và Trinh. Bà Lĩnh đến gần Trinh thì ngửi thấy mùi nước mắm toát lên từ người Trinh nồng nặc. Bà được Trinh kể lại toàn bộ câu chuyện. Cuối cùng bà lại phải thở dài. Sao cái Thắm nó hành động bốc đồng như thế nhỉ? Nó không xin lỗi con và cứ thế bỏ về luôn à? Để mẹ gọi điện cho nó. À không, mẹ sẽ sang nhà bảo nó đến đây xin lỗi con. Mẹ không cần phải làm như thế đâu ạ. À. Nếu chị ấy thật sự thấy mình có lỗi thì chị ấy đã làm như vậy rồi. Còn nếu chị ấy xin lỗi con sau khi bị mẹ tác động thì lời xin lỗi đó cũng không còn nhiều ý nghĩa đâu. Trinh mệt mỏi đứng dậy và đi về phòng nghỉ ngơi. Bà Lĩnh dục cô nên đến bệnh viện khám, nhưng cô liền từ chối. Cô đã cảm thấy ổn hơn. Sau vụ va chạm ngày hôm đó, mẹ con chị Thắm không còn sang nhà bà Lĩnh. Nói không hoa thì đến cả cái bóng của chị ta cũng không hề xuất hiện. Chị Thắm mới là người làm sai nhưng lại tỏ ra giận dỗi. Bà Lĩnh và Trinh dĩ nhiên cũng không việc gì phải cố xoa dịu chị ta. Chỉ là dù mấy đứa cháu có nghịch ngợm, nhưng khi chúng không sang thì bà Lĩnh cũng rất nhớ chúng mà thôi. Bấy lâu nay, chị Thắm và chị Phượng cùng một hội một thuyền, nên Trình cứ đinh ninh rằng nếu chị thắm không qua thì chị phượng cũng sẽ không qua nhưng điều bất ngờ là chị phượng vẫn dẫn con qua nhà bà lĩnh chơi bình thường lúc nhìn thấy trinh chị phượng vẫn tươi cười chào hỏi thím trinh đi làm về rồi à trinh vẫn lễ phép đáp lại dạ em chào chị chị không ngờ mấy đứa nhà chị nó lại nghịch ngợm như vậy đấy chắc là lúc chúng nó ở đây thím thấy bức bối lắm phải không nếu chúng vẫn còn nghịch ngợm như thế nữa thì thím cứ đánh đòn bọn nó chị ủng hộ Chị nói thật à? Đương nhiên rồi, thương cho roi cho vọt, chỉ biết thím cũng chỉ muốn tốt cho bọn nó thôi mà. Những lời nói thốt ra từ miệng chị Phượng khiến Thắm thấy khó tin. Thắm ngờ vực không biết liệu chị ấy có đang nói thật hay không. Không chỉ thế, chị Phượng còn nhanh nhỏ chạy vào bếp phụ giúp bà Lĩnh nấu nướng. Sau sự việc đó, cách cư xử của chị Phượng khác xa so với lúc trước, hay đúng hơn là khác xa so với lúc chị Phượng còn nghe theo lời chị Thắm Trinh chợt nhớ ra bản chất của con người chị Phượng vốn là như vậy. Chị Phượng thấy chị Thắm đã gây ra hiểm khích với mọi người trong nhà. Nếu chị Phượng tiếp tục về phe chị Thắm thì chắc chắn chị Phượng sẽ bị thiệt thòi. Chính vì vậy mà chị Phượng đã đổi phe. Trình nhận ra điều đó. Tuy nhiên cô không cố tình làm khó chị Phượng. Chị Phượng thì mừng thầm trong lòng vì vẫn được nhờ cậy vào bà Lĩnh và Trinh dù đã xảy ra chuyện không hay. Hai tuần sau, chuyến xe khách do ông Sơn và Đức lái chính với chiếc xe khách do hai anh trai lái chính có chung một ngày nghỉ. Chính vì vậy mà cả gia đình quyết định sẽ tập trung ăn uống đông đủ tại nhà ông Sơn và bà Lĩnh. Từ 3 giờ chiều, gia đình hai anh chị đã ghé đông đủ. Bọn trẻ con lâu ngày mới được tụ tập đến nhà ông bà chơi nên lại càng hò hét to hơn. Chị Thắm bình thường lúc nào cũng bô bô cái mồm đi trước, nhưng hôm nay lại tỏ ra ngượng ngùng. Chị ta liếc nhìn xung quanh rồi đi vào phòng của vợ chồng Đức và Trinh. Chị ta nhe răng cười. Chị có làm cản trở chú thím thể hiện tình cảm không? Lúc ấy Đức và Trinh đang ôm nhau và trò chuyện. Dù vậy Đức vẫn phải nói dối. Không đâu chị ạ, à, chị còn nói gì à? À, có chuyện này chỉ muốn nói riêng với thím Trinh. Chuyện của đàn bà với nhau ấy mà. Em hiểu rồi, vậy em sẽ tránh mặt để hai người nói chuyện với nhau. Đức nhanh chóng ôm bé gạo đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại chị Thắm và Trinh, chị ta nhanh chóng ngồi xuống giường rồi cất tiếng. "Chuyện hôm trước thím cho chị xin lỗi, có gì thím bỏ qua cho chị." Chị cũng chỉ vì quá thương con nên mới nhất thời hành động hồ đồ. "Nếu ai cũng vì thương con mà hành động như chị thì trên thế giới này không biết có bao nhiêu người sẽ phải chịu tiếng oan và đôi khi là phải nhập viện nữa đấy chị ạ." "Chị đã xin lỗi rồi mà, thím còn bắt bẻ chị như thế cả. Không phải là em bắt bài chị mà chị nên bình tĩnh nhìn nhận lại mọi việc, em thật sự không muốn tương lai sẽ xảy ra những chuyện như thế này nữa. Chị biết rồi, cho chị xin lỗi thím một lần nữa, chị sẽ coi như là thím đã chấp nhận lời xin lỗi của chị rồi nhé. Như đã làm xong việc cần làm, chị thắm vội đi ra khỏi phòng, thật sự Trinh không cảm nhận được lòng chân thành trong lời xin lỗi của chị thắm. Chị ấy xin lỗi chỉ để cho qua mọi chuyện chứ không phải là chị ấy thật sự nhìn nhận lại bản thân đã làm sai. Giải quyết xong với Trinh, chị Thắm lại chạy ra lấy lòng bà Lĩnh. Chị ta nói với bà Lĩnh rằng chị ta đã xin lỗi Trinh và được Trinh bỏ qua. Hai chị em không còn hiểm khích gì với nhau nữa. Anh Long vẫn chưa biết chuyện với anh ta đánh em dâu nên chị Thắm tiếp tục nhờ bà Lĩnh giữ bí mật chuyện đó. Bà Lĩnh là người làm mẹ, bà không muốn các con xảy ra tranh cãi nên bà đã đồng ý chị thắm thở phào nhẹ nhõm vì đã bưng biết được mọi chuyện chị ta lại bắt đầu khua môi múa mép giống như trước đây bữa ăn ngày hôm nay diễn ra vui vẻ anh long cao hứng nói gia đình mình cũng nên thường xuyên ăn uống như thế này hơn nhỉ chị thắm nhanh nhào nói thêm chồng nói đúng đấy ăn uống đông người như thế này vừa ngon miệng lại vừa vui chồng với các em xem thế nào điều chỉnh lịch đi xe thì cả nhà mới tụ tập đông đủ được chứ có mấy mẹ con đàn bà ở với nhau nhiều khi cũng chán lắm Đức nhìn sang Trinh rồi lên tiếng. Sẵn tiện nhắc đến chuyện ăn uống, con có điều này muốn nói với cả gia đình mình. Con cũng đồng ý với việc gia đình mình tụ tập ăn uống như thế này một tháng vài ba lần. Nhưng con nghĩ cũng chỉ nên ở mức đó là vừa đủ. Còn những ngày khác thì mọi người nên ăn cơm riêng đi ạ. Mọi người đều chăm chú nghe Đức nói. Nhưng nhìn vẻ mặt của chị Phượng và chị Thắm lại đang không được vui lắm. Chị Thắm định bụng sau khi đã làm lành với Trinh và bà Lĩnh thì sẽ tiếp tục sang ăn cơm ấy thế mà lời nói của đức như dập tắt niềm vui của chị ngay lập tức chị thắm liền hỏi lại em nói thế là sao em thấy phiền phức khi chị và cháu đến đây ăn cơm à không nếu nói phiền thì cũng không hẳn là phiền nhưng em thấy như thế khá bất tiện cho cả mẹ lẫn vợ em vợ em nay đã đi làm lại nên mẹ phải bế bồng bé gạo cả ngày rồi xoay sở chuyện cơm nước em thấy như vậy đã là chiếm hết thời gian của mẹ rồi em biết các chị đi làm vất vả cũng khan hiếm thời gian nhưng mà các chị cũng nên sắp xếp lại và phụ giúp mẹ. Buổi sáng các chị dậy sớm hơn một chút cho các cháu ăn uống rồi cho các cháu đi học. Đến trưa các cháu về đây ăn cơm. Buổi chiều các chị đón các cháu về nhà rồi tự lo chuyện cơm nước chứ đừng bắt mẹ phải lo cả bữa sáng, bữa trưa rồi đến cả bữa tối nữa. Mẹ còn chưa kêu nhưng mà chú đã lo xa như thế à? Mẹ tự nguyện giúp bọn chị chứ có phải là bọn chị bắt ép mẹ đâu mà chú Đức lại nói như thế. Chị cũng thừa biết tính mẹ còn gì dù làm việc mệt nhọc nhưng mà mẹ có bao giờ than vãn hay là kêu ca đâu liên quan đến chuyện giúp đỡ con cái thì mẹ lại càng nhiệt tình hơn nhưng anh chị em mình cũng nên xem xét đến sức khỏe của mẹ chứ đừng để mẹ phải làm việc quá sức có phải chú nói vậy là vì chú không muốn mẹ giúp đỡ anh chị mà chỉ tập trung chăm sóc cho bé gạo không chú ích kỷ vừa thôi chú thím đã được ở chung nhà bố mẹ chú thím không cần phải bỏ ra bất kỳ một khoản tiền nào vì đã có bố mẹ lo cả này chú thím lại còn cố ngăn không cho bố mẹ giúp đỡ anh chị Chú thím đúng là quá nhỏ nhen đấy. Trinh không giữ được bình tĩnh. Cô liền hỏi vặn lại chị Thắm. Sao chị lại dám chắc chắn là bọn em không bỏ ra một khoản tiền nào? Chả thấy còn gì. Đời nào cô chú lại bỏ tiền đưa cho bố mẹ. Bố mẹ cũng làm gì đòi tiền của chú thím đâu. Chị nhầm to rồi ạ. Tháng nào em cũng đều đặn đưa mẹ 5 triệu để mẹ lo chuyện chở búa. Còn tiền điện tiền nước cũng là đều do em trả. Bọn em sống rất có trách nhiệm. Nếu chị ghen tỉ với bọn em thì anh chị hãy chuyển đến đây sống với bố mẹ còn bọn em sẽ chuyển sang ở nhà của anh chị anh chị thấy thế có được không 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 được nhà ai thì người ấy ở chứ làm gì có chuyện đổi nhà như thế được nghe cô con dâu cả và cậu con trai út tranh cãi qua lại ông sơn chốt một câu ở riêng thì cũng có mặt tốt mặt thiệt thòi ở chung với bố mẹ thì cũng như vậy được cái này thì phải chấp nhận mất cái kia chứ cái gì cũng muốn thì lấy đâu ra bố cũng có ý như cái trinh vừa nói đấy nếu vợ chồng Long và Thắm tỷ nạnh với hai em vì được bố mẹ giúp đỡ, thì có thể đổi với vợ chồng thằng Đức. Dạ thôi, bọn con cứ ở nhà của bọn con thôi ạ. À. Nếu đã như vậy thì không được tỉ nạnh nữa. Còn chuyện ăn uống hay là lo cho các cháu, bố mẹ sẽ chỉ hỗ trợ một phần. Mấy đứa bây giờ đã có gia đình riêng, có bố mẹ để nhờ là tốt, nhưng cũng không thể ỉ lại hết vào bố mẹ như thế được. Cứ làm như lời thằng Đức nói, buổi trưa cái thắm và cái phượng không ở nhà thì mẹ mấy đứa sẽ giúp nấu nướng, còn buổi sáng và chiều tối, mấy đứa tự lo lấy. Thống nhất như vậy đi. Người đàn ông quyền lực nhất nhà đã lên tiếng. Không ai dám cãi lại ý của ông Sơn. Tuy nhiên không phải ai cũng hài lòng. Chưa gì, chị Thắm đã tính đến số tiền chị ấy phải bỏ ra nếu không được ông bà giúp đỡ. Mặt mày chị ấy nhăn nhó. Về nhà, chị ấy trút giận lên người anh Long. Anh ngồi ở đó mà không biết nói gì à? Thế em muốn anh nói gì? vợ chồng thằng đức ở nhà với ông bà nên chúng nó có nhiều cơ hội để lấy lòng ông bà giờ chúng nó nói gì ông bà cũng nghe theo sao lúc bố bảo đổi nhà em không đồng ý đi đồng ý thế nào được mà đồng ý ở chung thì xác định sau này ông bà có ốm đau bệnh tật thì mình phải chăm có ngu em mới đồng ý vậy thì giờ em muốn thế nào em chả muốn thế nào cả chị thắm dần dỗi bỏ lên giường ngủ anh long nhìn chị thắm và lắc đầu ngao ngán vì không hiểu nổi vợ mình anh Long xưa nay vẫn luôn nhường quyền quyết định mọi việc trong nhà cho chị Thắm. Anh chỉ việc nghe theo chứ không có ý kiến. Thế mà hôm nay anh cũng làm theo ý chị thì chị là cao gắt với anh. Anh Long thở dài rồi cũng nằm lên giường đi ngủ. Chả mấy chốc anh đã ngáy khò khò. Chị Thắm lại bực bội quay sang nhìn anh. Chẳng với chả con nói vậy mà vẫn ngủ ngon cho được. Từ khi cả gia đình thống nhất với nhau như vậy, chị Thắm và chị Phượng phải tự mình chăm sóc cho con chị ấy mới thấm được sự vất vả của bà lĩnh khi một mình lo cho năm đứa cháu nếu như trước đây mỗi tháng hai chị dâu của trinh chỉ phải bỏ ra chưa đến hai triệu tiền điện và tiền nước thì nay số tiền đó đã nhân lên gấp đôi cộng thêm cả tiền ăn chị thắm và chị phượng tiếc ngơ cả người không được ông bà giúp đỡ nhiều bằng trước đây nên thái độ của chị thắm cũng khác hẳn chị thắm chẳng mấy khi đến nhà ông sơn bà lĩnh ngay cả khi ông bà bị ốm cũng không thấy mặt mũi của chị thắm đâu Thế rồi một biến cố khác lại đến với gia đình ông Sơn. Chiếc xe khách của ông Sơn và đức lái chính bất ngờ bốc cháy. Rất may khi đó xe đã trả hết khách và mọi người đang dừng lại ăn cơm trưa nên không có thiệt hại về người. Chiếc xe đó là chiếc xe giúp tạo ra kinh tế cho gia đình ông Sơn nên ông Sơn buồn khôn tả. Chiếc xe đó có giá hơn 4 tỷ. Tuy nhiên người làm kinh tế như ông Sơn không nghĩ mãi đến chuyện số tiền đã mất mà phải nghĩ đến cách nhanh chóng để tiếp tục công việc và kiếm được tiền. Ông Sơn hỏi bà Lĩnh. Nhà mình còn khoảng bao nhiêu tiền bà nhỉ? Nếu gom hết lại thì cũng tầm 3 tỷ ông ạ. Thế còn khoản nợ nhà chú Bình vay mình thì sao? Gia đình cô chú ấy cũng đang khó khăn. Chú ấy muốn xin mình cho chú ấy thời gian thêm vài tháng nữa. Nhìn chú ấy như thế tôi cũng không nỡ lòng nào. Thôi được rồi, cứ cho chú ấy thư thư thêm vài tháng nữa cũng được bà gọi cho thằng Long với thằng Minh đến đây tôi có chuyện cần nói với hai đứa nó bà lĩnh nghe theo lời ông sơn và gọi điện cho hai cậu con trai và cả hai cô con dâu khi mọi người đã đông đủ ông sơn bắt đầu nói bố đang có ý định mua chiếc xe mới để tiếp tục công việc một tuần nay không có xe hoạt động khách gọi đặt xe liên tục nhưng bố đều phải từ chối nếu mình không mua xe và đón khách ngay thì vài tuần nữa kiểu gì cũng mất sạch khách bố nghĩ như vậy là đúng đấy ạ Bố gom hết tiền trong nhà bây giờ được tầm 3 tỷ mà chiếc xe đó tầm 4 tỷ. Bố muốn ba đứa đóng góp vào, coi như là đóng cổ phần, ý mấy đứa như thế nào? Nghe đến đóng góp tiền, nét mặt của chị Thắm lại chuyển biến ngay, chị Thắm lên tiếng thay anh Long. Nếu nói góp tiền là góp từng nào hả bố? Mỗi đứa góp tầm 300 triệu để bố thêm vào mua xe. Chị Thắm cười ngượng ngùng. Vợ chồng bọn con lấy đâu ra tiền như vậy à? Bố đừng làm khó cho bọn con như thế chứ. Mấy đứa đi làm cả chục năm nay, tiền đất tiền nhà bố mẹ đã cho hai đứa cả. Vậy tiền hai đứa làm ra thì bỏ đi đâu mà lại bảo không có? Tiền bạc bọn con làm ra vừa đủ nuôi cháu nội của bố thôi. Thật sự bọn con không có đủ số tiền đó đâu ạ. Đã xác định làm ăn thì phải bỏ vốn. Nếu không muốn bỏ vốn mà chỉ muốn thu lại lợi nhuận thì lợi nhuận ở đâu mà ra? Còn nói thật, chuyện cái xe bị cháy không ai mong muốn, nhưng đó có phải là lỗi của bọn con đâu? Nếu bây giờ mua thêm chiếc xe nữa thì chỉ mình chú Đức nên góp vốn vào. Còn xe của anh Long và chú Minh thì vẫn chạy bình thường. Nếu bắt vợ chồng con và vợ chồng chú Minh góp vốn vào một chiếc xe mà bọn con không được hưởng lợi thì con thấy hơi buồn cười đấy. Con nên nhớ cả hai chiếc xe đều là do bố bỏ tiền ra, không có chiếc xe nào là của mấy đứa cả. Nói thẳng ra là thằng Long và thằng Minh là nhân viên của bố, nếu không thích nữa bố có thể đuổi việc hai đứa nó bất kỳ lúc nào. Bố đang đe dọa bọn con sao? Bố không đe dọa mà bố đang muốn mấy đứa có trách nhiệm hơn Bố trả lương cho mấy đứa cao gấp đôi mức lương của lái xe là vì bố có chia phần thêm tiền lãi sau so mỗi chuyến xe cho hai đứa. Nhưng nếu bây giờ các con không muốn đóng góp cổ phần thì bố sẽ chỉ trả đúng mức lương lái xe cho hai đứa mà thôi." Anh Long đưa ánh mắt bối rối nhìn sang chị Thắm. Chị Thắm vẫn rất kiên quyết. "Nếu bố chỉ trả lương cho chồng con như lái xe bình thường thì thôi, chồng con đi kiếm việc làm chỗ khác cũng được. Bọn con xin phép về trước ạ." À? Chị Thắm kéo anh Long ra về, còn vợ chồng anh Minh vẫn ngồi lại. Ông Sơn lại hỏi anh Minh Con thấy sao? Con có đồng ý góp vốn với bố không? Anh Minh thì khác hẳn với anh Long Anh ấy là người có chính kiến Chứ không phải là nhất nhất nghe theo lời vợ Không phân biệt đúng sai Anh Minh thẳng thắn đáp lại Dạ vâng, bọn con sẽ góp vốn vào với bố Để giúp gia đình mình vượt qua khó khăn lần này Tốt lắm, bố đã nói với vợ chồng thằng Đức từ trước Hai đứa nó đã đồng ý rồi Bố sẽ cố xoay sở thêm 500 triệu Gia đình con cố gắng góp vào 250 triệu gia đình thằng đức cũng vậy bố sẽ không để cho hai đứa thiệt thòi đâu sau cuộc họp ngày hôm đó đức và anh minh thuận theo ý muốn của ông sơn và giúp ông sơn vực lại chuyện làm ăn còn vợ chồng chị thắm thì tự tách mình ra khỏi gia đình anh long luôn nghe theo lời chị thắm thế nhưng lần này anh vẫn cằn nhằn chị sao em lại mạnh miệng bảo anh sẽ đi làm chỗ khác hay em định xin việc cho anh ở chỗ nào à lúc đó em đang tức quá nên mới nói vậy bố cũng hay thật đấy sao tự dưng lại bắt bọn mình phải góp vốn vào nếu sau này bố già đi thì chẳng phải sớm muộn gì bố cũng để lại hai chiếc xe cho vợ chồng mình với vợ chồng thằng Minh và thằng Đức. Mình cứ bỏ tiền ra trước rồi sau này kiểu gì cũng lấy lại, có gì mà em phải khó khăn thế nhỉ? Chính vì kiểu gì bố cũng để lại cho mình nên việc mình phải bỏ ra tiền lại càng vô lý hơn. Anh có thấy nhà nào bố mẹ để lại tài sản cho con cái mà con cái lại phải bỏ tiền ra để có được không? Cháy chiếc xe mất hơn 4 tỷ, bố cũng vì quá khó khăn nên mới phải nhờ đến vợ chồng mình. Chứ có phải là bố cố tình gây khó dễ với vợ chồng mình đâu. Em cũng hiểu rõ điều đó mà. Anh cứ nghe lời em. Từ trước tới giờ anh vẫn luôn như thế. Mà sao hôm nay anh lại cãi em chứ nhỉ? Bố sẽ mua một chiếc xe mới mà không cần vợ chồng mình giúp. Vậy nên ngày kia anh cứ đến nhà bố rồi đi làm bình thường. Chẳng nhẽ bố lại nỡ lòng đuổi việc con trai sao? Chị Thắm tự tin rằng chị ấy biết rõ về ông Sơn. Chị ấy cố tình tìm cách để thoát khỏi cuộc nói chuyện ngày hôm ấy và không phải bỏ vốn vì nghĩ sau đó mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy đúng là ông sơn đã mua được chiếc xe mà không cần vợ chồng chị thế nhưng khi đến ngày chiếc xe khởi hành và đón khách anh long đi đến bãi đỗ xe để làm việc thì thấy một chiếc mặt lạ lẫm đang ngồi lên trên chiếc ghế lái xe anh long nhìn đi nhìn lại mấy lần vì tưởng là mình nhìn nhầm đúng lúc đó anh minh tới anh long tròn mắt hỏi anh minh cái cậu là lạ mặt kia là ai vậy lái xe mới đó anh mà sao giờ này anh lại ra đây thì anh đi làm Ơ ờ, chẳng phải hôm đó anh bảo nghỉ việc rồi cơ mà Chính vì thế nên bố mới thuê lái xe mới đấy Khi đó vợ anh vì hơi bực Nên mới nói bừa ấy Bố tưởng vợ anh nói thật à Thái độ của chị ấy như vậy Khiến bố rất tức giận đấy Anh dại lắm sao lại để cho vợ lãnh đạo mình đi nhầm đường như thế Anh Long nhìn anh Minh Với ánh mắt hoang mang hối hận Anh Minh lại nói tiếp Bố đã ký hợp đồng một năm Với cậu lái xe kia rồi Anh muốn tìm lại vị trí của anh cũng khó đấy anh thử đến xin lỗi bố xem có xoay chuyển được tình thế không." Anh Long buồn bã về nhà và kể lại mọi chuyện cho chị Thắm nghe, chị Thắm lại càng nổi giận. "Sao bố lại có thể tuyệt tình như thế được chứ? Bố có đúng là bố đẻ của anh không đấy? Chắc là bố giận vợ chồng mình lắm, hay bây giờ em với anh đi sang nhà tìm bố rồi xin lỗi bố đi." "Em có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi, em cấm anh đi sang đó đấy." "Nhưng nếu vậy thì anh biết làm gì?" anh đúng là nhát gan không làm cho bố thì anh đi tìm việc chỗ khác mà làm lúc này là lúc để anh chứng minh bản thân của mình đấy anh phải cho bố thấy rằng không có bố anh vẫn sống được và hơn nữa là sống tốt chị thắm vẫn cứng đầu cứng cổ chị ta bắt anh long phải hành động theo đúng ý của chị ta anh long từ trước đến nay làm công việc lái xe nên bây giờ dù có đi xin việc ở nơi khác anh cũng chỉ nghĩ đến công việc đó mà thôi thế nhưng xin việc làm ở quê không hề dễ dàng anh long hỏi dò biết bao nhiêu nhà xe khắp trong huyện nhưng nhà xe nào cũng đã có đủ tài xế sau một tuần vẫn chưa có gì tiến triển chị thắm nhìn anh long với vẻ mặt khó chịu mãi mà anh vẫn chưa kiếm được việc à anh chưa anh đúng là vô dụng thật nhỉ thảo nào bố anh lại coi thường anh như vậy anh liệu mà tìm việc đi chứ một mình tôi không đủ sức nơi cái nhà này đâu chị thắm vẫn tiếp tục dồn ép anh long vào chân tường anh long lại miệt mài đi tìm việc cuối cùng cũng đã có một nơi chịu nhận anh Long vào làm. Anh Long mừng rỡ và về nhà thông báo với chị Thắm. Tuy nhiên khi nghe xong, chị Thắm lại cao mày. Anh nói cái gì cơ? Anh đi lái xe chở phân ư? Ừ thì lái xe nào mà trả được, miễn người ta chịu nhận mình vào làm. Họ trả lương cho anh bao nhiêu? Họ bảo mới vào làm sẽ trả anh 7 triệu. Lái xe mà lương có được 7 triệu thôi à? Vậy mà anh cũng chịu đi làm ở đó sao? Nhưng ở đó là chỗ duy nhất chịu nhận anh vào làm. Anh mà từ chối thì không biết bao giờ mới tìm được việc. Anh nghĩ cứ làm tạm ở đây trước. Đến khi nào có chỗ tốt hơn thì anh sẽ nhảy việc sau cũng được mà. Đã lỡ mang tiếng đi lái xe chất thải thì đồng lương cũng nên xứng đáng một chút. Đằng này lương ba cọc ba đồng thế kia. Đến lúc ai hỏi em không biết giấu mặt vào đâu nữa. Hay là anh đừng cố tìm việc ở xung quanh đây mà lên thành phố thử xem. Lên đó kiểu gì cũng có chỗ chịu nhận anh và trả lương cao. Anh không muốn lên thành phố đâu, nếu như vậy thì mấy tháng anh mới được về gặp em và các con một lần đấy ở nhà gặp nhau hàng ngày mà không làm ra được tiền thì chỉ có thêm cãi cọ và chán ghét nhau mà thôi anh ạ anh không hiểu hay là cố tình không hiểu đấy cái gì anh có thể nghe theo em được nhưng cái này thì không anh muốn có thời gian cho gia đình chứ không phải là đi xa quanh năm suốt tháng không về nhà anh ở nhà hay ở đâu cũng được miễn là tới tháng anh cứ đưa tiền đầy đủ về cho em là được được thôi ngay lập tức long chạy vào mở két và cầm tiền đi chị thắm hỏi anh đi đâu nhưng anh không trả lời hóa ra anh long đến nhà ông sơn và xin lỗi ông ông sơn nhìn anh rồi thở dài hai vợ chồng thảo luận với nhau rồi hay đây là quyết định của một mình con dạ đây là quyết định của mình con ạ nhưng lần này con nghĩ con đã quyết định đúng vợ con rồi sẽ hiểu thôi ông sơn không hỏi gì thêm và chấp nhận để anh long quay trở lại làm việc anh long cứu vãn được mối quan hệ với gia đình thì lại xích mích với vợ Chị Thắm không nói chuyện với anh kể từ khi anh đem tiền đi ra khỏi nhà và không nói gì với chị. Chị ta cứ mặt nặng mà nhẹ và tự tạo sự mệt mỏi cho chính mình. Chẳng lâu sau, chị Thắm bị đau ruột thừa và phải vào viện mổ gấp. Anh Long cùng các con vào viện thăm chị. Mọi người trong nhà nhận được tin cũng đều có mặt. Tỉnh lại và thấy đông đủ thành viên trong gia đình nhà chồng ở bên cạnh mình. Chị Thắm bỗng dưng có cảm giác xấu hổ và áy náy. Chị ta không dám nhìn mặt bất kỳ ai khi ông bà bị ốm chị thắm không thèm sang thăm ấy vậy mà khi chị bị ốm dù còn rất giận chị nhưng mọi người vẫn đến thăm và động viên chị sau khi được xuất viện mọi người cũng thường xuyên đến thăm và trò chuyện với chị thắm thế nhưng chị thắm lại chẳng thèm đáp lại bà lĩnh trách chị thắm ờ cái con bé này ngày nào mọi người cũng qua đây chơi thế mà con không định mở miệng ra nói chuyện với mọi người à chị thắm bối rối tại con xấu hổ quá còn xấu hổ vì những việc mình đã từng làm sao nếu vậy thì con phải thay đổi và đối xử với mọi người chứ không phải là trốn tránh còn nếu con cứ mãi trốn tránh thì những khúc mắc sẽ không bao giờ được giải quyết cả dạ con xin lỗi chị thắm khẽ liếc mắt nhìn bà lĩnh rồi lại nhìn sang trinh mấy ngày sau chị ấy bắt đầu nói chuyện với mọi người nhiều hơn khi chị thắm đã hoàn toàn lấy lại sức khỏe chị thắm chở con qua nhà ông bà chơi ông sơn không nhắc lại chuyện đã qua với chị thắm tuy vậy chị vẫn chủ động xin lỗi ông vì đã từng có thái độ hỗn xược. Người ta luôn nói bản chất con người là thứ khó thay đổi, nhưng không phải là không thể thay đổi được. Chị Thắm đã phải mất rất lâu để vứt bỏ đi những cái nhỏ nhen, ích kỷ, hẹp hòi. Chị ấy đã trở thành người tốt hơn và không còn giống như ngày xưa nữa. Mối quan hệ giữa ba nàng dâu cũng như vậy. Họ dần thân thiết và gắn bó với nhau hơn. Họ quyết định sẽ thẳng thắn trao đổi với nhau để không xảy ra cãi vã hay những xích mích không đáng có. Từ như thế, những lần tụ họp của gia đình ông Sơn và bà Lĩnh thật sự ấm cúng, hạnh phúc, chứ không còn là cảm xúc xấu xa hay bất hòa như trước đây nữa. Quý vị và các bạn thân mến, anh em cùng một nhà sinh ra còn khó hòa hợp với nhau, chứ không nói gì đến những nàng dâu, thế nên việc có xích mích hay tranh cãi khi thường xuyên chạm mặt nhau là điều khó tránh khỏi. Để hiểu và dần thân thiết với một người cần rất nhiều thời gian để vứt bỏ đi cái xấu và hướng dần đến cái tốt cũng như vậy. May mắn cho gia đình bà lĩnh ông sơn khi họ đã cho nhau cơ hội để sửa sai, để làm lại và để cùng nhau sống hòa thuận. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tròn vẹn bộ truyện vừa rồi của chúng tôi. Quý vị hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của mình bằng cách bình luận ở cuối video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh và ấn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những bộ truyện mới nhất sẽ được chúng tôi cho ra mắt liên tục trong thời gian tới còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại